chính La Mã. Khai thị tại Đông Liên Giác Huyện, Hồng Kông năm 1947. Tuy cơ duyên khó gặp, nhưng bảo rằng tôi nói lời khai thị thì thật rất hổ thẹn. Quý vị thiền tri thức, nhân duyên tới Quảng Châu lần này của tôi là do sự thỉnh mời của tướng quân Trương Phát Khuê và chủ tịch La Trác Anh đến đây kiến lập Pháp hội Thủy Lục để cầu siêu độ cho các vong hồn chiến sĩ, đồng bào tử nạn trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Là vì ước hẹn với Hội Phật giáo tại Hồng Kông, cùng muốn gặp gỡ các đệ tử hộ pháp, nên nay tôi mới đến đây. Hôm nay gặp quý vị tại Pháp đường thật là một cơ duyên khó được. Nếu nói khai thị pháp yếu, tôi cảm thấy rất xấu hổ muôn phần. Thứ nhất, ngôn ngữ không thông, mình người ngăn cách. Thứ hai, tự không thể khai thị cho chính mình, sao dám nói đến việc khai thị cho người. Thế nên chỉ có thể cùng quý vị tùy duyên mà đàm luận. Thường nghe được Phật Pháp, người Hồng Kông quả thật có phước báo. Chúng ta là đệ tử Phật, biết rõ Phật Pháp có được nghe. Tuy nhiên tại Hồng Kông thường có chư vị đại pháp sư từ các đạo tràng Phật giáo khắp nơi qua đây giảng kinh giảng luận, sao không thể bảo là người Hồng Kông có phước báo nhiều ư? Pháp sư giảng kinh nhiều, người hiểu rõ giáo lý cũng nhiều. Tuy nhiên trong việc hoằng pháp, điều trọng yếu là phải dạy người chẳng nên chấp trước hình tướng bên ngoài. Kinh nói, đối với tất cả vật có hình tướng đều là hư vọng. Kinh lại bảo, chúng sanh trên cõi đất này đều có đầy đủ trí huệ phước đức của Như Lai. Chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí huệ phước đức của Như Lai, nhưng chưa có thể thành Phật, chỉ vì trần lao phiền não làm mê hoặc. Phước đức và trí huệ của Phật Đà viên mãn trọn đầy, chân tâm thường trụ, không còn bị mê hoặc. Thường tức là bất biến, trụ tức là bất động. Chân tức là không giả dối, tâm bất biến, bất động, không giả dối đầy, giác cộ liễu tri được hết tất cả pháp, nên gọi là chân tâm thường trụ. Khởi hoặc tác nghiệp, tạo vô lượng bình khổ. Chúng sanh vì mê mờ chân tâm thường trụ, nên khởi mê hoặc mà tạo nghiệp xấu, trong bâng khuâng rối rít hiện ra vô lượng thống khổ. Đại thừa khởi tính luận viết, vô minh bất giác sanh ba tế, cảnh giới do duyên khởi thành sáu thô. Thô tức là tướng sự vật có thể thấy được. Những hiện tượng trước mắt trên thế gian như tham sân si cùng bao nghiệp ác giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, vân vân, đầy dẫy khắp cả. Do những nghiệp ác này, chúng dẫn dắt chúng ta lưu chuyển thọ quả báo, cho đến có sự lưu chuyển liên tục của chúng sanh và thế giới. Truy cứu nhân duyên luân hồi, biết rõ chỉ vì tâm mê chấp ngoại cảnh, nếu thường giác ngộ, bỏ vọng, xoay về chân, thì sẽ tiêu diệt bao thống khổ của dòng sanh tử luân hồi. Vì sao có tham sân si khiến sanh khởi những nghiệp ác, giết hại, ăn cắp, tà dâm? Nếu tâm mọi người đều thanh tịnh thì thế giới sẽ được thanh bình và nhân dân được an lạc. Như trong một gia đình, cha mẹ luôn thương mến ái hộ con cái, trai lẫn gái. Vì có ái nên có tham, vì tham đắm ái dục này nên thường thích hưởng thụ những việc sung sướng. Vì tham cầu không được nên tâm sân hận nổi lên, tâm sân nổi lên hừng hực nên khởi tranh đấu. Việc nhỏ thì nhà này cùng nhà khác tranh, việc lớn thì nước này cùng nước khác tranh, rồi khởi bao chiến tranh khốc liệt. Nếu muốn thế giới hòa bình, dân dân an lạc, thì mỗi người phải tự thanh tịnh thân tâm. Có tham sân si cũng như người có tâm bệnh, nếu muốn dẹp trừ tâm bệnh này thì phải y theo lời chỉ bảo, rồi dùng toa thuốc di diệu của thầy thuốc. Đức Phật là vị lương y trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Tất cả Phật Pháp đều là những toa thuốc di diệu. Tâm bệnh của chúng sanh có rất nhiều loại, nên phải có nhiều pháp môn để trị liệu. Học Phật Pháp phải nên chú ý phần thực hành. Nếu tin tưởng sự chẩn bệnh và toa thuốc của thầy thuốc, rồi tự dùng thuốc đó, thì bệnh tất sẽ tiêu trừ.
Ngược lại, tuy tin thầy thuốc và toa thuốc di diệu, nhưng lại không uống thì bệnh vẫn y nhiên còn mãi. Cũng như thế, người tu học Phật pháp nếu muốn tự thanh tịnh thân tâm thì phải chú trọng phần thực hành. Vì tâm bệnh của chúng sanh không đồng nên Phật thiết lập ra bao loại pháp môn. Đối với người có tâm sân hận nặng nề thì dạy tu quán từ bi. Để trị tâm tán loạn phải dạy tu chỉ quán. Để trị bệnh nghiệp chướng nặng nề phải dạy niệm Phật. Đức Như Lai thuyết ba tạng kinh điển, 12 phần giáo mà không thiên vị gì là trọng, nặng hay gì là khinh, nhẹ, thật không thể nghĩ bàn. Bất ly bổn tông, chuyên tâm tính lại. Chỉ nên chọn lựa pháp môn nào thích hợp cho chính mình, rồi dùng pháp môn đó làm chính, còn những pháp môn khác thì làm phụ. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, thường chuyên tâm tu học mà không rời tông chính. Ví dụ, niệm Phật thì lúc nào cũng không quên niệm. Kinh nói, thọ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa số chư Bồ Tát cũng đồng như nhất tâm niệm một danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Công đức trì niệm này thật không khác biệt. Vì miễn cưỡng muốn khích lệ chúng sanh chuyên tâm tin tưởng tông này nên Đức Phật mới thuyết như thế. Người học Phật nếu không biết gì là chủ bạc và không chuyên tu học thì kết quả nhất định sẽ không đạt chi cả. Nỗ lực phá trừ tất cả vọng tưởng. Lại nữa, người học Phật phải y theo giới luật Phật giới. Giới là cội gốc của đạo Bồ Đề vô thường. Nếu y theo giới luật của Phật giới thì không luận tham thiền, niệm Phật, giảng kinh vân vân, tất cả đều là Phật pháp. Nếu không y theo giới luật Phật giới mà cuốn quẩn tham thiền, niệm Phật, giảng kinh thì cùng đạo xa cách muôn trùng và dễ dàng lạc vào ngoại đạo. Người tu hành học Phật chớ hướng ngoại truy cầu, chỉ nên tự trừ khử nghiệp chướng thì sẽ không lưu chuyển trong dòng sanh tử. Nếu cắt đứt được dòng sanh tử thì không cần hành trì chi nữa. Kinh thuyết, Phật thuyết hết thảy pháp để đối trị hết thảy tâm. Nếu không có tất cả tâm thì không có tất cả pháp. Tâm này chỉ cho tâm vọng tưởng. Ý của đoạn kinh này là nếu không có bệnh thì cần gì đến thuốc. Lại nữa, người học Phật phải có đầy đủ niềm tự tin. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật nói, ta đã thành Phật, các ông trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Phải có niềm tin như thế thì giới phẩm mới đầy đủ. Đoạn kinh này bảo rằng, nếu người người tự tin là mình có đầy đủ đức tánh của chư Phật thì đời tương lai sẽ thành Phật. Vì thế phải nỗ lực giải trừ hết tất cả vọng tưởng khách trật. Lại như một tuồng kịch, đời người vốn là vọng nguyện. Phải tự tin tâm mình vốn là Phật, tất cả phiền não, tất cả tướng, tất cả chướng ngại đều là vọng tưởng điên đảo. Do đó, người tu đạo cho nên chấp trước mà phải xả bỏ hết tất cả. Vì thế bảo rằng muôn pháp đều là không, nên chẳng thể chứng đắc một pháp gì. Kinh Kim Cang thuyết, tất cả pháp hữu vi, mộng nguyễn như bong bóng nước, như sương mai, như điện chớp. Phải nên quán sát như thế. Tại sao tất cả pháp hữu vi trên thế gian đều như mộng nguyễn, không thật? Lấy một ví dụ để hiểu rõ ràng. Như trong một tuồng kịch cải lương, khi đánh trống khởi nhạc lên, các nghệ sĩ nam, nữ, già, trẻ y theo giai tù của mình mà lên sân khấu diễn xuất. Trong khi diễn xuất có bao tình tiết vui buồn, nóng giận, ghen ghét vân vân. Có người đóng vai làm hoàng đế oai phong lẫm liệt, nhưng khi xuống sân khấu thì trở lại làm người dân bình thường. Khi lên sân khấu thì diễn xuất bao cảnh giết người phạm pháp hung ác, cùng bao cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp hay ưu sầu buồn bã. Tuy nhiên khi xuống sân khấu thì cười bảo, chỉ đóng tuồng thôi. Phải nên hiểu rõ vì sao có khổ đau sung sướng. Khi diễn tuồng thì những tình tiết trên sân khấu trông giống như thật, nhưng lúc hạ màn thì chẳng có một tình tiết nào là thật cả. Chúng sanh cũng như thế, lúc chưa cắt đứt hết phiền não thì vinh hoa phú quý, vui buồn, giận tức xuất hiện rõ ràng. Ai ai cũng vốn là Phật, giống như người đóng kịch. Lúc lưu chuyển theo phiền não cũng giống như đang đóng tuồng trên sân khấu. Phải nên hiểu rõ cảnh tượng thế gian
giống như kịch trường sân khấu. Được lên tận thiên đường chưa phải là vui, bị đọa xuống địa ngục chẳng phải là khổ. Người nam vốn chẳng phải nam, người nữ vốn chẳng phải nữ, Phật tánh đồng một thể. Người thế gian không biết, trong mộng tự phân biệt rằng đây là mình, đây là người, đây là thân, đây là quán, nên mê muội không ngừng nghỉ. Người xuất gia tuy xả bỏ thân bằng quyến thuộc, nhưng vẫn phân biệt chấp trước mê muội rằng đây là chùa viện, là thầy, là đệ tử, là pháp hữu và là bạn thân của tôi. Bỏ vọng, xoay về chân, tự lợi chính mình và làm lợi ích cho người. Người tại gia bị ái dục thế tình làm mê mờ, người xuất gia cũng bị pháp hữu và pháp quyến thuộc làm mê hoặc. Những người như thế vẫn chưa đắc được giác ngộ chân thật. Nếu cố gắng thoát ly hết tất cả mê hoặc, bỏ vọng, xoay về chân thì mới thành Phật. Do đó, Lục Tổ Đại Sư khi nghe đến đoạn "ưng vô sở trụ, nghi sanh kỳ tâm" trong kinh Kim Cang liền đột nhiên đốn ngộ. Tám chữ này nếu dùng ngôn từ để giải thích thì không thể được, mà nội tâm phải lãnh hội. Chân lý Phật giáo tuy không thể dùng ngôn ngữ để biểu thị, nhưng nếu phế bỏ hoàn toàn thì không thể được. Phải y theo văn tự mới có thể hiểu rõ nghĩa lý. Ngày nay, người học Phật phải nghiên cứu tất cả giáo lý, nhưng vẫn lấy sự hành trì làm căn bản, rồi hoằng dương Phật Pháp, khiến ngọn đuốc chánh Pháp mãi mãi tiếp tục lan truyền. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thì tác danh di báo Phật ân. Tức là dùng thâm tâm này để phụng sự chúng sanh như số khác di trần. Đây gọi là báo ân chư Phật. Hy vọng tất cả người học Phật nên lấy hai câu này làm tiêu chuẩn cho việc tự lợi và lợi người. Mười La Mã. Khai thị tại Áo Môn, hí diện bình an, vào 1 tháng 8 năm 1947. Do sự yêu cầu của Hội Phật giáo tại hí diện bình an, hương dân tôi đã đến đây để cùng quý vị đàm luận. Pháp tức là tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh cùng tâm Phật vốn không khác biệt. Tâm này đầy đủ tất cả pháp. Pháp tức là tâm, và tâm tức là pháp. Luận Khởi Tính viết: gọi là pháp tức tâm chúng sanh. Tâm này vốn đầy đủ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp thế gian tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, hết thảy loài hữu tình và vô tình, hoặc những pháp y báo hay chánh báo, vân vân, đều thuộc về sáu pháp giới của phàm phu. Pháp xuất thế gian tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, cũng được gọi là bốn pháp giới thánh hiền. Gom chung bốn pháp giới của thánh hiền và sáu pháp giới của phàm phu thành mười pháp giới. Mười pháp giới này chẳng ngoài một tâm niệm tạo nên. Nếu chạy theo duyên điên đảo ô nhiễm mê mờ thì sinh ra sáu pháp giới của phàm phu. Nếu không chạy theo duyên điên đảo ô nhiễm mê mờ mà tịnh tâm giác ngộ thì sẽ nhập vào bốn pháp giới của thánh hiền. Quan sát như thế, thấy rằng thánh hiền hay phàm phu đều do tâm cấu quế hay thanh tịnh mà hiển hiện. Tâm cấu quế của sáu loài phàm phu khiến hiện ra tướng của sáu đường thiện ác, tội phước. Bốn pháp giới thánh hiền do tâm tịnh nên hiện quay đức tự tại, quang minh sáng chói, đức tướng dung mạo từ bi. Kinh nói: Bồ Tát khi dần trăng sáng thanh tịnh mát lành, thường đi khắp hư không. Trong tâm thanh tịnh và cấu quế của chúng sanh, Bồ Đề thường ảnh hiện. Thế nên khổ đau hay an lạc đều do tâm, nóng lạnh do mình. Tự tâm tạo nghiệp rồi tự thân thọ quả báo. Cảnh thánh cùng phàm, hãy hỏi lại tự tâm thì sẽ rõ. Phàm phu ngu muội hôn ám, chẳng biết yếu chỉ tất cả đều do tâm tạo, nên vọng khởi nghi hoặc. Nếu gặp nghịch cảnh thì oán trời hận người, nếu gặp thuận cảnh thì kiêu căng tự thị. Hoặc cả đời làm việc thiện nhưng lại bị quả báo ác, hoặc làm ác nhưng hưởng quả báo lành, nên quỷ bán nhân quả. Phải biết rằng lý nhân quả rất thâm sâu. Ví như sau khi gieo giống trồng cây, quả nào chín trước thì rụng trước. Đời nay tuy mình luôn làm nghiệp lành nhưng lại chưa quả báo xấu, phải biết đó là do nghiệp ác trong đời quá khứ đã thành thục chín mùi, nên đầu tiên phải thọ quả báo xấu. Nghiệp lành làm trong đời nay vì chưa thành thục nên hiện tại
không thể thọ quả báo lành. Nếu tin lý này thì không nghi hoặc gì hết. Từ đời vô thủy, lầm đường lạc lối, tạo bao nghiệp chướng thâm trọng. Ngày nay quả báo chín mùi nên phải thọ biết bao đắng cay khổ nhọc, không có lối thoát. Muốn thoát khổ thì phải làm sao? Kinh Lăng Nghiêm nói: tất cả chúng sanh bị sanh tử liên tục đều do không biết chân tâm thường trụ, tánh tịnh thể sáng. Vì sống với vọng tưởng không chân thật nên mới bị luân hồi. Nếu không muốn bị thọ quả báo trong vòng sanh tử thì phải thường thanh tịnh quá các vọng tưởng. Vọng tưởng nếu được thanh tịnh thì vòng luân hồi sẽ ngưng ngay. Do đó tâm mê thì gọi là chúng sanh, tâm giác gọi là Phật. Vì vậy Phật và chúng sanh chỉ khác nhau ở mê và ngộ. Nên biết tâm giác tri linh minh sáng suốt này, tức là Phật tánh tự nhiên mà ai ai cũng có đầy đủ, mỗi mỗi hiện thành. Phàm phu tuy có đủ Phật tánh nhưng vàng thật trong mỗi vàng, nhưng chỉ vì đất cát phiền não che lấp nên trước mắt không thể dùng được. Đức Như Lai bao kiếp tu hành đã đào thải cát đá hoặc nghiệp, ngày nay Ngài đã được một khối vàng tinh khiết không lẫn lộn với cát đá, nên đại dụng hoàn toàn hiện rõ và được gọi là bậc vượt khỏi chướng ngại, bậc viên minh, bậc Thế Tôn đại giác. Hiện tại chúng ta nếu muốn tu hành thành Phật, đầu tiên phải xem thử nhân địa phát tâm tu hành của mình như thế nào. Phải trừ khử cội gốc phiền não, gốc khổ của phiền não nếu diệt thì Phật tánh hiển hiện tròn đầy. Nếu nhân địa tu hành không chân chánh thì sẽ chịu quả báo công dạy. Luận về phương pháp tu hành có ba thành phần: thượng, trung, hạ, khác nhau. Pháp cũng có ba thừa. Pháp môn tu học của loài người và loài trời đều không đồng. Đối với người căn cơ bậc thượng thì thuyết giảng pháp môn đại thừa vi diệu, người căn cơ bậc trung thì thuyết giảng các pháp môn giải thoát xuất thế gian. Đối với những kẻ căn cơ bậc kém thì thuyết pháp môn giải thoát khiến họ thoát khỏi những đường khổ nhọc của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật tuy thuyết bao pháp môn như giới luật đại thừa và tiểu thừa, nhưng đều dùng tam quy ngũ giới làm căn bản, khiến người thọ những giới luật này thường không làm các việc ác và luôn hành các điều lành. Phải y theo những lời bên trên mà lập thân, tề gia, trị quốc thì đó mới là điều rốt ráo của chủ nghĩa nhân đạo. Nếu ngừng gieo nhân khổ thì quả khổ sẽ tự diệt mất. Thoát khỏi ba đường khổ và sanh trong cõi trời người thì dễ dàng nhập vào Phật thừa. Đó là nền tảng căn bản học Phật. Tam quy ngũ giới là bờ bến của thế gian và là diệu pháp an lạc cứu khổ. Đầu tiên giải nghĩa tam quy y, sau đó nói rõ về ngũ giới. Tam quy y, thứ nhất là quy y Phật, thứ hai là quy y Pháp, thứ ba là quy y Tăng. Tại sao đầu tiên phải quy y Phật? Phật là đấng Thế Tôn đại giác, cứu cánh thường lạc, mãi mãi xa lìa khổ não, dạy dỗ chúng sanh xuất ra khỏi lưới mê, đi trên đường giác. Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà, nên đầu tiên phải quy y Phật, thứ hai quy y Pháp, tức là những pháp môn của Phật truyền dạy. Ba đời chư Phật đều y theo những giáo pháp này mà tu hành, thành tựu vô lượng công đức thanh tịnh. Ngày nay muốn xoay về cội gốc, tịnh trừ tâm cấu quế, cần phải tu trì theo Phật Pháp, vì thế phải quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Xả thân vì Phật Pháp và xiển dương chánh Pháp phải có người đảm đương hoằng truyền, dùng phương tiện văn tư tu mới chứng quả thành Phật. Nếu Phật Pháp không có người thuyết giảng, tuy biết mà khó có thể lãnh hội. Phật Pháp thâm sâu khó hiểu, phải nghe chư Tăng giảng giải, nên ân đức của các ngài vô cùng cực. Do đó phải quy y Tăng. Lại nữa, nghĩa của sự quy y Tam Bảo được phân biệt thành ba. Thứ nhất là nhất thể Tam Bảo, thứ hai là biệt tướng Tam Bảo, và thứ ba là trụ trì Tam Bảo. Nhất thể Tam Bảo tức là tự thể của nhất tâm. Phật Đà là tiếng Phạn, dịch là giác giả. Nhất niệm linh minh tâm giác liễu, tức là tự tánh nhất thể Phật Bảo. Pháp đã đầy đủ ba đức Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. Pháp nghĩa là quỷ trì, tâm tánh này có thể giữ gìn quy tắc của tất cả pháp thế gian lẫn xuất thế gian, tức là tự tánh nhất thể Pháp Bảo. Tăng tiếng Phạn là Tăng già gia,
nghĩa là một đoàn thể hay chúng hòa hợp. Tâm giác có khả năng hằng trì tất cả pháp. Tâm tức là pháp, mọi pháp đều là một tâm. Pháp tức là tâm, tâm và pháp không hai. Lý sự hòa hợp, tức tự tánh nhất thể tăng bảo. Một tâm như thế đầy đủ Phật Pháp Tăng. Tam bảo chỉ là một tâm nên gọi là nhất thể tam bảo. Chúng sanh vì mê mờ tâm này mà hướng ngoại truy cầu nên lưu chuyển trong sanh tử. Chư Phật nhờ giác ngộ được tâm này nên chứng được đạo Bồ Đề. Thứ hai là biệt tướng tam bảo. Danh tướng của ba danh tự Phật Pháp Tăng khác nhau. Phật tiếng Phạn là Phật Đà Gia, nghĩa là bậc giác ngộ. Giác ngộ tận nguồn tâm, đạt tận thật tướng, gọi là tự giác. Dùng pháp môn tự chứng mà giác ngộ cho tất cả chúng sanh, gọi là giác tha. Tự giác đã viên mãn, giác tha cũng đã đạt đến cứu cánh, nên gọi là giác hành viên mãn. Ba giác viên mãn, muôn đức đều tròn đầy, nên cuối cùng thành Phật. Đầu tiên, Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, thể hiện thân vàng sáu trường. Nơi pháp hội Hoa Nghiêm, Ngài thể hiện pháp thân Phật Lô Xá Na. Đó là biệt tướng của Phật Bảo. Đức Như Lai tùy cơ thuyết giáo. Trong năm thời thuyết giảng các kinh điển quyền thiết và chân thật, ba tạng 12 phần giáo, lý, hạnh, chứng, nhân, quả, trí, đoạn, các loại không đồng, gọi là biệt tướng Pháp Bảo, theo giáo lý mà tu hành. Do tu hành mà khế hợp, rồi chứng ba thừa như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nhưng giai đoạn thứ lớp không đồng nên gọi là biệt tướng tam bảo. Nơi đây đã bàn xong về biệt tướng tam bảo. Thứ ba là trụ trì tam bảo. Sau khi Phật diệt độ, tượng Phật được đắp bằng xi măng, khắc trên gỗ hay đúc bằng năm loại kim khí, hoặc vẽ trên giấy lụa. Những tượng Phật này làm ruộng phước cho chúng sanh. Nếu cung kính như Đức Phật còn tại thế thì công đức thật khó nghĩ bàn. Trụ trì mãi không tuyệt mất, gọi là trụ trì Phật Bảo. Vô luận sách màu vàng hay lá cụ diệp đều là ba tạng kinh điển. 12 phần giáo của Đại Thừa và Tiểu Thừa khiến người thấy nghe y theo đó mà hành trì thì đều được hết khổ, đắc an lạc cho đến thành Phật. Ba tạng kinh điển giáo hóa chúng sanh liên tục không ngừng nên gọi là trụ trì Pháp Bảo. Cào bỏ râu, tóc, đắp y hoài sắc, hoằng tông diễn giáo, hóa độ chúng sanh, nối tiếp Phật chủng, đó gọi là trụ trì Tam Bảo. Nơi đây đã bàn xong về trụ trì Tam Bảo. Trụ trì biệt tướng nhất thể đều gọi là châu báu mà không thể bị pháp thế gian xâm lấn tổn hại hoặc phiền não làm nhiễm ô. Bảy loại châu báu ở thế gian tuy được gọi là quý báu nhưng thọ hưởng trong một thời gian, cuối cùng sẽ hết, vì chỉ dưỡng sanh chứ không cứu độ cái chết. Tam bảo có thể chấm dứt vô biên sanh tử, khiến xa rời tất cả sợ hãi lo âu, mãi mãi hưởng thọ thường lạc. Bàn về quy y tam bảo, không chỉ đặc biệt quy y trụ trì tam bảo, biệt tướng tam bảo hay nhất thể tam bảo. Theo ngôn thuyết thì có ba loại tam bảo, nhưng thật ra chỉ sanh từ một tâm mà chẳng có pháp nào khác. Vì tất cả sự vật đều do tâm tạo, tâm giúp thọ hết muôn vật, viên mãn tròn đầy như hạt châu như ý. Thế nên bảo rằng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, chứ không nói là quy y tha, tức y tựa nơi người khác. Lục Tổ dạy, tự tánh chẳng quy, không chỗ để nương vào. Quy nghĩa là xoay về cội gốc. Sáu căn của chúng sanh từ một tâm khởi, chỉ vì bỏ gốc mà chạy đuổi theo sáu trần. Ngày nay dùng mạng căn nhiếp sáu tình, xoay về nguồn tâm nên gọi là quy mạng. Vì vậy quy y cũng nghĩa là quy mạng. Y nghĩa là y chỉ. Chúng sanh luôn chạy theo âm thanh sắc tướng, niệm niệm lưu chuyển nên bị chìm đắm trong biển khổ mà không biết chỗ ngừng và không có nơi nương tựa. Ngày nay quy y tam bảo, tức thân có chỗ quy về và tâm có chỗ nương tựa. Từ nay về sau nhờ tôn kính tam bảo làm thầy nên có thể xuất ra khỏi ba cõi u mê, phát tâm Bồ Đề và quả vị Phật có kỳ chứng đắc. Nghĩa quy y tam bảo đã giải thích đầy đủ, hiện tại nói rõ về năm giới cấm. Quy y tam bảo rồi phải y theo pháp mà tu hành
mới thoát khỏi khổ đau trong ba cõi. Nếu không y theo pháp mà tu hành thì không thể nào thoát khỏi dòng triền phược của thế gian. Nếu muốn thoát khỏi dòng sanh tử, dứt dây phiền não, ngoài năm giới ra không còn pháp nào khác. Vì vậy có câu rằng, nếu không giữ năm giới cấm thì đường sanh làm trời người bị cắt đứt. Thế nên giới là nền tảng căn bản, sinh ra điều thiện lành, diệt bỏ điều ác, và là cội gốc của đạo đức, cũng là công cụ vượt ra khỏi cõi phàm mà nhập vào dòng thánh. Từ giới sanh định, từ định phát huệ, nhờ giới định huệ mới bước trên đường Bồ Đề mà thành chánh giác. Vì vậy đạt được giới phẩm thì quả vị Phật sẽ có kỳ chứng đắc. Giới là cội gốc của đạo Bồ Đề vô thượng. Đức Phật của chúng ta mở pháp môn phương tiện bằng cách đầu tiên thuyết tam quy y, rồi lại dạy năm giới, cứ như thế lần lượt thiết lập giới đại thừa, tiểu thừa, vân vân. Do căn cơ và tâm hành của chúng sanh không đồng nhất nên mới lập giới từ thô thiển đến thâm sâu, từ vi tế đến hiển lộ, nhưng cứu cánh luôn xoay về nguồn, chẳng có hai hoặc ba. Năm giới: thứ nhất là giới cấm giết hại, thứ hai là giới cấm ăn cắp, thứ ba là giới cấm tà dâm, thứ tư là giới cấm nói láo, thứ năm là giới cấm uống rượu. Năm giới này được gọi là học xứ và học tích. Nam nữ tài gia phải nên học theo. Những giới này cũng được gọi là đường lộ, vì nếu đi trên đường đó có thể thăng lên cung điện trí huệ. Tất cả luật nghi diệu hành thiền pháp đều xuất phát từ con đường này. Chúng cũng được gọi là học bổn mà người người phải học theo, nên gọi là căn bổn. Chúng cũng được gọi là năm đại thí. Năm giới này nhiếp thọ vô lượng chúng sanh, khiến họ thành tựu vô lượng công đức. Năm giới này nơi trời thì gọi là năm tinh sao, nơi núi thì gọi là năm ngọn, nơi con người thì gọi là năm tạng, trong nhà nho thì gọi là ngũ thường. Người nhân đức không giết hại, người nghĩ khí không ăn cắp, người lễ mạo không tà dâm, người trí không uống rượu, người tính không nói láo. Nếu giữ năm giới hoàn toàn thì không cầu thành bậc nhân đức cũng vẫn thành người nhân đức. Không tích nghĩa mà nghĩa vẫn vẹn toàn, không cầu lễ mà lễ vẫn lập, không hành mà trí vẫn sáng, không mong được tin tưởng mà chữ tín vẫn nổi. Thế nên giăng lưới thì được lưới, cần gì gia công thêm sức. Đây là nói tổng quát về năm giới. Hiện tại bàn về nghĩa của năm giới. Thứ nhất là bàn về giới không giết hại. Chủng tử giết hại thì nằm ẩn tàng trong tâm của mỗi người, mà ai ai cũng có. Mạnh Tử còn bảo: nghe tiếng kêu la của con vật, không đành lòng ăn thịt chúng. Huống chi người học Phật sao lại hàm hồ có tâm niệm giết hại để chịu quả khổ sau này. Thế nên Đức Phật chế giới không giết hại cho các đệ tử. Nếu muốn hành đạo nhân từ thì đầu tiên phải giữ giới không giết hại. Nếu giữ được giới không giết hại thì đường luân hồi sẽ chấm dứt. Nghiệp giết hại khởi đầu không ngoài diệt, ỷ sức mạnh mà giết hại kẻ yếu, hoặc vì tham đắm mùi vị thức ăn, hoặc vì tiền tài mà giết hại kẻ khác. Người giết hại người và súc vật giết hại súc vật, vân vân, đều do tâm sân hận, kiêu căng ngã mạn. Nếu vì tham đắm mùi vị thơm ngon mà giết hại loài vật thì đó là do ngu si. Dùng thịt loài khác để tẩm bổ cho thân mình, người quân tử sẽ lại nhẫn tâm. Sao không biết rằng nếu tạo nghiệp giết hại bừa bãi thì cừu oán tự khởi. Kinh Lăng Nghiêm thuyết: sau khi ăn thịt dê, dê chết trở lại thành người, người chết trở lại thành dê. Mười loài như thế chết rồi lại sanh, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp đầy dẫy cho đến cùng tận đời vị lai, cũng chỉ vì gốc tham lam trộm cướp. Bị quả báo xấu, trải qua bao số kiếp khó mà tránh khỏi. Giết người hại mạng thì phải đền mạng, giết súc vật cũng phải đền mạng. Tích xưa, khi vua Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, Đức Thế Tôn bị đau đầu giết chối. Quả báo này do nhân nào tạo? Trong thời quá khứ, vua Lưu Ly vốn là một con cá lớn. Lúc đó dòng họ Thích Ca bắt giết rồi ăn thịt con cá lớn. Đức Phật thuở đó là đồng tử, vui giỡn lấy cây côn đánh vào đầu con cá lớn ba lần, nên đây mới thọ quả báo giết đầu. Dòng họ Thích Ca vì ăn thịt con cá lớn nên ngày nay bị vua Lưu Ly
tức tiền thân của con cá lớn, giết sạch hết. Quan sát kỹ càng, nhân quả dây trả lẫn nhau, thật rất đáng sợ. Kinh Lăng Nghiêm bảo, trên thế gian, những loại thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, tùy theo sức mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau. Đó là do gốc tham ăn nên mới giết hại. Không những Đức Phật khởi lòng từ bi đến với nhân loại, mà Ngài còn trải lòng từ đến với loài trùng kiến. Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao hay thấp. Theo mắt Đức Phật quan sát, thì chúng sanh trên cõi đất đều có thể trở thành Phật. Kinh Phạm Vọng bảo, tất cả người nam là cha mình, tất cả người nữ là mẹ mình. Chúng sanh trong sáu đường thọ sanh trong đời này đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại ăn nuốt chúng sanh, tức là giết hại ăn nuốt cha mẹ mình. Người thế gian không biết nên ăn nuốt lẫn nhau. Vì vậy, Đức Thế Tôn mới chế ra giới không giết hại sinh mạng chúng sanh. Tất cả sanh linh động vật đều có Phật tánh, ngay cả côn trùng còn không thể giết hại, sao lại nỡ lòng tương tàn sát đồng loại? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đời vị lai họ sẽ thành Phật. Họ là cha mẹ chúng ta trong đời quá khứ và sẽ là những vị Phật trong đời tương lai, sao lại dám giết hại? Phàm phu tục tử chúng ta nếu muốn được lợi lạc, chớ nên giết hại đồng loại. Mạnh Tử nói, kẻ thất nhân chỉ lo sợ không hại được người. Hiện nay người người luôn tranh thắng bại nên tạo vũ khí giết hại lẫn nhau ở trên đất liền, trên hư không và dưới nước. Nhân tâm ngày càng hiểm ác, thế đạo ngày càng cuồng loạn, tương sát tương tàn, đến khi nào mới ngưng? Nếu không tìm cách cứu giảng thì thế gian này mãi mãi biến thành biển khổ. Kẻ sĩ quán sát thế đạo nhân tâm không khỏi buồn thương. Phải nên nỗ lực cầu hòa bình, cứu giảng nhân tâm mê muội, khiến họ quay về đường chánh, trọng nhân từ chứ không trọng võ lực. Chẳng tham đắm mùi vị ngon hay thế lợi mà quên nghĩa thì tâm giết hại không thể khởi lên. Nghiệp giết hại nếu ngưng thì giận kiếp hoại sẽ ngừng. Sao lại lo tâm không hợp với người xưa? Nghe đến lý nhân quả liền thấu rõ nghĩa thâm sâu, như hình với bóng, như âm với hưởng. Nếu thâm tính nghĩa lý nhân quả thì nhân tâm không cần sửa đổi mà vẫn luôn lành thiện. Gặp cảnh thuận nghịch, tâm không ưu sầu hay vui thích. Nên biết những nghiệp khổ trong đời hiện tại như nạn binh đao, kiếp quả tai, lục lội vân vân đều do tự mình tạo ra trong đời quá khứ. Như trong hai đại chiến thế giới, chiến tranh lan tràn khắp nơi, chỉ có các người Tàu cư ngụ tại Úc Châu là được bình an, vì do đời tiền kiếp không gieo nghiệp giết hại thâm trọng. Những người từng gặp tai nạn đều do biệt nghiệp chiêu cảm. Phải nên thấu triệt lý nhân quả, thật không thể nghĩ bàn. Nếu thâm tính lý này thì tâm giết hại sẽ ngừng. Nếu người thế gian thường trì giới không giết hại thì tất cả khí giới sát cụ đều là vô dụng. Đức Như Lai đầu tiên chế ra giới không giết hại vì muốn khiến cho người người đều khởi lòng nhân từ, thương người thương vật, tự trừ khổ cho mình và người, đồng chứng cảnh giới an lạc thường hằng. Đây là sơ lược giảng giải về nghĩa của giới không giết hại. Thứ hai là bàn về giới không ăn cắp. Ăn cắp do từ tâm tham phát khởi, Đức Phật dạy hàng đệ tử rằng, ngay cả một cây kim cọng cỏ mà người khác không cho thì mình chẳng dám lấy, còn nói chi đến việc trộm cướp. Tuy nhiên, chúng sanh chỉ vì thấy lợi trước mắt nên lập bao trước mưu, không cho mà lấy. Tìm kiếm lợi lộc, ác cầu đa cầu, không bao giờ biết đủ, đều do tâm tham lam sai sử. Hình tướng di tế của tâm trộm cắp là như thế. Phạm tội nặng nề nhất là ăn cắp và lạm dụng vật dụng của mười phương tăng chúng, vật dụng của hiện tiền tăng, cho đến vật dụng của Phật Pháp tăng. Tuy vật chỉ nhỏ như cây kim cọng cỏ mà lấy càng, rồi tự mình dùng hay cùng người dùng, đều là phạm tội trộm cắp nặng nề. Đại sĩ Hoa Thủ nói, đối với năm tội nghịch hay mười nghiệp nặng tôi đều có thể cứu hộ, tuy nhiên nếu ăn cắp mười phương tăng vật thì tôi không thể cứu được. Đối với vật dụng của cha mẹ hay sư trưởng, không được cho chớ lấy, nếu lấy thì phạm tội nặng. Nếu thâm tính nhân quả chẳng phạm tơ hào thì tuy chẳng trì giới không trộm cắp mà vẫn tự hành trì. Nếu được như thế thì cùng đạo chẳng đổi dời, tối ngủ chẳng cần đóng cửa, người người trên thế gian đều kết nghĩa với nhau thì làm sao bị gông cùm lao ngục. Đây là bàn xong về giới không ăn cắp. Thứ ba là bàn về giới không tà dâm.
đệ tử Phật xuất gia hay tại gia đều phải nghiêm thủ giới này. Người tại gia giữ năm giới, tuy được có vợ chồng chánh thức nhưng không thể tà dâm. Đối với vợ của người khác, được họ bảo bọc, không nên nói lời bậy bạ hàm hồ, còn nói chi đến việc xâm phạm tiết kinh, làm ô nhiễm phạm hạnh. Đức Phật chế giới cho người tại gia là không được tà dâm. Đối với đệ tử xuất gia, chánh dâm hay tà dâm đều ngăn cấm hẳn. Kinh Lăng Nghiêm nói, người khác thương mến mình mến yêu hình sắc của người. Vì do nhân duyên này, trải qua trăm ngàn kiếp, từng bị triền phược trói buộc vì ba nghiệp giết hại, trộm cướp, dâm dục làm cội gốc, nên mới có nhân duyên nghiệp quả liên tục. Nếu thường trì giới này thì không cầu mà lễ vẫn lập, không răng nhắc mà vẫn uy nghiêm, oai nghi tự thủ. Pháp định không cần xử án lao hình, đây là nghĩa của giới tà dâm. Thứ tư là bàn về giới không nói láo, việc nói láo phải nên dứt hẳn. Thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, lời nói không giả dối, những việc nhỏ nhất còn phải nói thật, huống hồ là những việc quan trọng. Quán sát nhân duyên nói láo, đa số do cầu danh thơm lợi dưỡng, hoặc vì giấu giếm dục tình mà tráo trở, hoặc vì che tâm giấu mặt. Lại nữa, chưa chứng thánh quả mà nói là đã chứng, hay chưa chứng tâm Phật mà bảo đã chứng đắc, tức khi dạy thánh hiền làm mê hoặc thế nhân, đó gọi là đại vọng ngữ. Nếu tạo tội đại vọng ngữ thì sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Thế nên phải cẩn trọng, chớ phạm giới này. Phật giáo dùng tâm chánh trực làm đạo tràng, tại sao không y đó mà tu học? Nếu trì giới này thì sẽ được người người tín nhiệm. Không cầu danh mà danh tự đến, không cầu lợi mà phước tự về, đây là bàn về giới nói láo. Thứ năm là bàn về giới không uống rượu. Rượu tuy không phải là thức ăn mặn, nhưng thường khiến cho mê tâm loạn tánh. Luận Đại Trí Độ nói, uống rượu có 36 điều tội lỗi. Kinh Phạm Vọng nói, đưa rượu cho người uống thì 500 đời không có tay, hà huống tự uống cùng dạy người uống. Thuở xưa, một vị tỳ kheo có khả năng hàng phục độc long, nhưng lại thích uống rượu. Ngày nọ thầy uống rượu say sưa, nằm trên đường lộ, ói mửa, hôi hám, không ai muốn đến gần. Chỉ có một con cóc nhảy đến liếm mép. Sau đó thầy lão đảo trở về chùa, Phật thấy liền mắng, ông có thần lực hàng phục được độc long, hôm nay say sưa nằm trên đường lộ là bị con cóc hàng phục, thần thông của ông ở đâu rồi? Kể từ đó Phật cấm các tỳ kheo không được uống rượu. Rượu khiến làm loạn tâm tánh và chiêu dời tai họa. Như thuở xưa có một đệ tử tại gia của Phật, vì phạm giới uống rượu nên phạm luôn bốn giới giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, thật rất đáng thương. Rượu khiến làm nhân duyên tạo tội, sao lại tham uống? Nếu người thế gian trì được giới này thì họa do say sưa không thể đến mình. Đây là giải thích xong về giới cấm uống rượu. Nếu muốn không phạm năm giới này, điều quan trọng là phải nhiếp tâm, vọng tâm. Nếu được nhiếp phục, không khởi phân biệt, không còn thương yêu quán ghét, thì bao loại nghiệp ác do đâu mà sanh? Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm là giới, nhân giới mà sanh định, từ định mà phát huệ. Nên biết hai chữ nhiếp tâm bao hàm ba môn học vô lậu, giới định huệ, đoạn trừ tham sân si, thì các việc ác không thể khởi, và tự mình luôn hành những việc lành. Hai chữ nhiếp tâm đơn độc có thể cứu hộ nhân tâm, duy trì được thế đạo. Chỉ việc nhiếp tâm một chỗ thì chẳng có việc gì là không thể giải quyết được. Nếu nhiếp tâm được thì công phu ngày càng thâm sâu và đạo bồ đề càng sáng tỏ. Nhờ học ân của chư Phật, trước sướng tam quy y, sau lại ban năm giới, dùng phương tiện này để cứu khổ chúng sanh, thâm ân chư Phật lớn lao vô ngần. Dẫu đạp đát thân này thì chỉ báo đền được một trong muôn Phật. Nghe thuyết nghĩa của năm giới rồi, phải do từ liễu giải mà thực hành. Trong gia đình, trong làng, nếu có 10 người trì năm giới thì 10 người đó được an vui. Trăm người tu 10 điều thiện thì 100 người hòa khí. Nếu mọi nhà đều y theo cách thức tu trì giáo pháp này thì 100 vạn người đều nhân từ. Hành một việc lành thì bỏ một việc ác và tiêu một hình phạt. Một hình phạt tiêu mất trong một nhà thì 100 hình phạt tiêu mất trong một quốc gia. Vì nguyên thủ quốc gia không cần trì mà vẫn ngồi hưởng thái bình. Thế nên thọ trì năm giới, tức là không những y theo lời Phật dạy được thọ hưởng quả lành, mà còn trợ người khác y theo luật lệ quốc gia, khiến nước nhà thành trì, nhân dân an lạc.
Đây là hành tướng cùng danh đức của Tam Quy Y và năm giới cấm. Quý vị nếu thường chân thật hành trì thì gieo trồng được chủng tử thành Phật, hạnh và giải tương ưng thì sẽ đạt đến bờ giác. Xin cầu nguyện cho quý vị từ đây về sau do nghe mà sanh kiến giải, do có kiến giải mà sanh tư duy, do tư duy mà phát tâm tu hành thì thành Phật sẽ có kịp. Mọi người phải nên thường xuyên cần tinh tấn rồi chỉ bảo người khác thì mới mong báo được ân Phật. Hy vọng quý vị mỗi người luôn luôn nỗ lực khiến giải trừ tai ách, tiêu trừ hoạn nạn. Nếu thọ Tam Quy Y và năm giới cấm, tức là các việc ác chẳng làm mà luôn hành các điều thiện, thì tự có khả năng cùng đạo tương ưng và có thể đạt thành tựu Phật đạo vô thượng viên mãn. 11 La Mã, bài diễn thuyết tại xã Liên Nghĩa ở Quảng Châu vào ngày 27 tháng 9 năm 1947. Quý vị thiện tri thức, hư dân tôi lần này trên lộ trình từ Hồng Kông trở về núi dân cư, ghé ngang qua đây. Hôm nay do lời mời của quý vị nên tôi mới ở lại đàm luận, chứ chẳng vì lụy duyên trần thế. Quý vị thiện tri thức, hai chữ Phật Pháp thực cùng tất cả thiện pháp nơi thế gian đều đồng không khác. Chư hào kiệt do tu dưỡng học vấn mà tiên tri tiên giác, thành tựu kiến thức siêu việt thường tình, vượt hơn sở học kẻ khác, khiến an định thế gian. Chư Phật tổ do bao kiếp tu hành mà thành tựu chánh tri chánh giác, phát tâm từ bi rộng lớn, độ khắp ba cõi. Chư thánh hiền tại thế gian hay xuất thế gian, do tu hành mà chứng được thánh vị và an lạc nơi đạo. Quý vị thiện tri thức, Phật Pháp tức là pháp thứ và bổn phận của mọi người. Điều quan trọng là phải đi từng bước vững chắc, xa rời vọng tưởng chấp trước thì mới đạt đến đạo Bồ Đề vô thượng. Cổ Đức nói, tâm bình thường là đạo. Đạo của ông Khổng Tử không ngoài trung dung. Bàn về lý thuyết thì không thiên chấp tức là trung, không biến đổi tức là dung. Bàn về sự thì trung tức là trung đạo. Việc gì cũng không thái quá hay không thiếu thốn. Dung tức là dung thường, xa rời tất cả quái lực loạn thần, thuận theo bổn phận làm người, chẳng làm điều kỳ lạ. Phật Pháp cũng như thế, chúng ta phải vận dụng tâm bình thường chân thật mà xem xét thì mới thấy chân tâm thân thiết. Nhờ làm việc bình thường chân thật mà thấy được chân tâm thân thiết nên mới có ít phần tương ưng, khiến không phạm tội nói khoác. Pháp của tâm bình thường chân thật không khác 10 điều thiện, tức trì giới, không tham lam, sân hận, si mê, giết hại, ăn cắp, tà dâm, ý ngữ, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. 10 việc thiện này Lão Tăng đã từng đàm luận rồi. Nếu có thể hành trì thực tiễn thì đó là nền tảng căn bản của việc tu hành thành Phật tổ, cũng khiến cho thế giới thái bình, tạo nên nhân gian tịnh độ. Lục Tổ bảo, tâm bình thì nhọc gì trì giới. Đó là nói về bậc thượng căn lợi trí. Các ngài nghe một lời đạo pháp thì hành giải đều tương ưng. Nhưng doi vượt sông theo dòng mà qua đến bờ bên kia, tướng thiện lành còn không có, hà huống có tướng ác. Đối với người trung căn và hạ căn, họ thường bị gió chuyển. Hai chữ tâm bình đàm luận thì dễ. Gió có 8 loại: lợi ích, suy đồi, hủy hoại, khen ngợi, tán thán, chửi mắng, khổ nhọc, an lạc. Phàm phu gặp gió lợi lạc thì sanh tâm tham trước, gặp gió sầu thảm thì sanh tâm bi lụy khổ sở, gặp gió hủy báng thì sanh tâm sân hận, gặp gió khen ngợi thì sanh tâm vui thích, gặp gió tán thán
thì tâm trụ không nghi, gặp gió quở trách thì sanh tâm xấu hổ, khiến trở thành hờn oán. Gặp gió khổ đau thì tâm đầy bi thương, gặp gió an lạc thì liên tục chạy theo dòng tưởng. Tám gió khởi lên, tâm liền theo đó mà chuyển, lúc sanh lúc chết làm sao đối kháng được. Phải đi từng bước, tức từ sự tướng mà nhận thức thể tánh. Khi khởi tâm đầu niệm, luôn tu hành mười điều lành. Sự tướng tuy là cành lá, nhưng phải nhiếp thọ cành lá trở về cội gốc thì mới mau đạt được bồ đề. Lại nữa, Phật giáo lược khai có 10 tông và hơn 40 phái, mà 4 tông như thiền, tịnh, luật, mật nhiếp căn cơ chúng sanh rất rộng rãi. Quý vị thiện tri thức, cảnh giới của chư Phật như dương đô, mà các tông phái như những đại lộ. Dẫu đại lộ nào cũng dẫn về dương đô, chúng sanh phân tán khắp bốn phương. Do điểm xuất phát không đồng, nhưng khi đến nơi vua trú thì đồng một dạng giao cảm. Kinh Kim Cang nói, pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Tuy nhiên, nếu hôm nay đi đại lộ này, rồi ngày mai lại chạy qua đại lộ khác, cứ chạy qua đường này lộ nọ, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Lục Tổ bảo, rời đạo mà tìm đạo thì cả đời chẳng thấy đạo, lang thang suốt cuộc đời chẳng đạt được gì, phải nên tự trách. Thật là lời răn nhắc thâm sâu. Vì vậy chúng ta phải thâm nhập vào một pháp môn mà không để phân tâm hay thối chuyển. Như chuột gầm quan tài, phải từ một nơi mà dùng công thì hồi lâu sẽ đục thủng. Nếu muốn thông đạt hết các tông, phải nên nhận ra chủ bạn. Người hành thiền tông phải nên lấy pháp môn của thiền tông làm chủ, tức là chính. Còn giáo lý của những tông khác phải xem là bạn, tức là phụ. Người hành tông tịnh độ phải lấy pháp môn tịnh độ làm chủ và xem giáo lý của các tông khác là bạn. Luật tông và mật tông cũng như thế, thì mới tránh việc hàng lô tranh khoảnh đất bùng. Đối với giới luật trong nhà Phật, các tông phái đều phải nghiêm trì, biết chủ bạn như đi trên đường biết phương hướng. Trì giới luật như đi trên đường có lương thực. Yếu chỉ của các tông phái tuy không đồng, nhưng lên đến đảnh thì cùng một dạng. Thế nên bảo trở về nguồn tánh không hay, nhưng phương tiện thì lại có nhiều môn. Hôm nay trong chúng hội đều là những bậc thượng thiện nhân, cùng Phật có phần. Hư dân tôi nói nhiều lời, bất quá chỉ như dạch hư không mà thôi. Trân trọng. Phần 3. 12 La Mã. Bài giảng tại Bệnh viện Chí Đức, Hội Phật giáo tỉnh Quảng Châu. Quý vị thiện tri thức, hôm nay là ngày thành lập của Hội Phật giáo tại Bệnh viện Chí Đức. Thể theo lời mời của quý vị thỉnh cầu, hư dân tôi đến đây chủ trì buổi lễ. Việc này thật rất hy hữu. Trên đầu bảng hiệu của Bệnh viện Quảng Châu có khắc hai chữ Phật giáo, khiến người vừa xem qua bèn vừa ý. Quý vị thiện tri thức, đời người có tám việc khổ, mà bệnh hoạn là khổ bậc nhất. Đức Phật của chúng ta xuất hiện ra trên thế gian này chỉ vì muốn chúng sanh xa rời khổ não và được an lạc. Y dược vốn là một phương minh nằm trong ngũ minh. Trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng ghi, vì bệnh tật của thế nhân mà ban lương dược. Bồ Tát cứu bệnh khổ trầm kha của chúng sanh, không tiếc thân mạng. Dĩ như Bồ Tát Dược Vương, Ngài dùng hương trầm tẩm thân, rồi tự thiêu cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật tức là cúng dường chúng sanh.
tâm, Phật và chúng sanh tuy là ba nhưng thật không khác biệt. Đây là câu liễu nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Nơi lý này phải nên suy nghĩ. Chư Phật luôn luôn niệm nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Chúng sanh vì có ba căn bệnh tham sân si nên chư Phật thuyết ra ba pháp giới định huệ để trị. Do thân của chúng sanh bị bệnh phong hàn thấp vân vân nên Phật y theo đó mà cho toa y phương minh để trị liệu. Kinh Tịnh Danh viết: vì chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Chư Phật và chư Bồ Tát đồng thể đại bi, mắt từ nhìn chúng sanh. Quý vị thiện tri thức, các bậc hiền thánh ở thế gian cũng có tâm địa và lý giải đồng như thế. Ví như thần nông cũng vì chúng sanh mà thử trăm loại cỏ. Tại nhân địa, Bồ Tát tu hành hiện các loại thân thể để thuyết pháp. Thần nông cũng như Bồ Tát hiện thần dược dương mà thuyết pháp. Quý vị thiện tri thức, đối với căn bệnh của nhân loại, năm món dục lạc là nhân chính. Những nghiệp tội trong đời du thủy cũng do từ năm món dục lạc mà sanh. Khi bệnh tật phát ra phải cần được chữa trị. Trước mắt người bệnh hoạn vô lực, cần cầu lương y thật không ít. Quý vị trưởng lão thiện nhân phát tâm thành lập bệnh viện này, tặng y dược cho bệnh nhân. Tâm này thật là tâm Bồ Đề, cũng chính là bổn hoài từ bi của Phật. Quý vị thiện tri thức, Bồ Đề tức là chánh giác. Tâm chánh giác không lạc vào hai bên nhân ngã thiện ác, mà chỉ bình đẳng bố thí, không phân biệt kẻ thân người oán. Trị bệnh cho thân bằng quyến thuộc của mình thì cố nhiên phải lưu tâm. Trị bệnh cho những người khác cũng phải tận tình. Dẫu có người lành hay kẻ ác ra vào bệnh viện, phải dùng tâm bình đẳng mà cứu hộ chữa trị. Đức Phật của chúng ta trong đời quá khứ đã từng xả bỏ thân mạng cho hộ đói. Ý nghĩa này phải nên suy tư. Do sự nỗ lực của sư trưởng Thâm Lại Lương Trọng cùng viện trưởng họ Trần nên hôm nay bệnh viện này mới được thành tựu. Cổ nhân bảo: chớ cho làm việc thiện trong buổi ban đầu mà không ảnh hưởng về sau, chớ cho việc hay lúc cuối mà không xiển dương. Nói chung, đối với đại chúng ngồi đây, từ nay về sau, người có tiền thì xuất tiền, và người có công sức thì bỏ công sức. Lục Tổ bảo: Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian mà tìm giác ngộ, rời thế gian mà tìm cầu Bồ Đề thì như tầm cầu lông rùa sừng thỏ. Đại chúng nỗ lực khai mở bệnh viện này tức là làm công tác thực đại từ đại bi. Đây chính là biểu hiện chân đế dùng phương tiện để đạt đến cứu cánh của Đức Phật. Hư dân tôi không thể sánh bằng mùi hương thơm bay trên đỉnh núi. 13 La Mã: tham thiền cùng niệm Phật. Người niệm Phật ai ai cũng hủy bán tham thiền, người tham thiền ai ai cũng hủy bán niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Đây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng. Thế tục có câu: gia đình hòa hợp thì muôn sự đều hưng thịnh, gia đình ai oán thì miệng chẳng ngon. Huynh đệ chửi mắng lẫn nhau, chẳng lẽ không bị người đời cười chê cùng khinh khi hay sao? Tham thiền niệm Phật cùng các pháp môn khác đều do kim khẩu của Phật Thích Ca thuyết ra. Đạo vốn không hai, chỉ do căn khí nghiệp duyên của chúng sanh không đồng nên Phật tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vì phương tiện nên Đức Phật thuyết ra nhiều pháp môn để nhiếp thọ giáo hóa quần sanh.
Sau này chư đại đức y theo giáo lý mà phân tông phái. Bất quá chỉ do tùy căn cơ mà thuyết pháp. Nếu người muốn tu trì để trở về tự tánh thì chỉ cần bước vào một cửa là có thể nhập đạo diệu môn. Vì bổn gốc vốn không phân biệt cao thấp, các pháp xưa này vốn hỗ tương lẫn nhau và viên dung không ngại. Nếu như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì có khác gì với tham thiền? Tham thiền đến độ cả hai năng và sở đều mất thì có khác gì với thật tướng niệm Phật? Thiền tức là thiền trong tịnh độ, tịnh độ tức là tịnh trong thiền. Thiền và tịnh độ vốn tương trợ lẫn nhau. Sau người đời khởi tâm chấp trước một bên, thấy cửa này nhà nọ, tự tán thán mà hủy bán kẻ khác, giống như nước với lửa chẳng bao giờ tương dung, khiến phản lại thâm ý phân tông khác giáo của Phật tổ. Lại nữa, có thể vô ý phạm trọng tội hủy bán Phật pháp, thật có đáng thương lắm không? Hy vọng quý vị đồng nhân, không luận tu trì pháp môn nào, đều phải thể hội thâm sâu yếu chỉ vô tranh của Phật tổ, chớ muốn gậy đánh nhau trong nhà. Mọi người phải hợp lực đồng tâm, cứu độ con thuyền Bát Nhã trên sóng Ba Đào. 14 La Mã. Những điều kiện tiên quyết khi tham thiền. Mục đích của tham thiền là minh tâm kiến tánh, tức quét trừ tự tâm ô nhiễm, để chân thật thấy rõ bổn lai diện mục của tự tánh. Ô nhiễm tức là vọng tưởng chấp trước, tự tánh tức là trí huệ đức tướng của Như Lai. Đối với đức tướng trí huệ của Như Lai, Phật và chúng sanh đều đồng có đầy đủ, không hay không khác. Nếu xa rời được vọng tưởng chấp trước thì tự mình sẽ đắc được trí huệ đức tướng của Như Lai, tức là Phật. Ngược lại thì làm chúng sanh, chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay mê mờ lưu lạc trong dòng sanh tử và bị nhiễm ô đã lâu, nên không thể thoát khỏi được vọng tưởng chấp trước mau chóng được. Muốn thấy rõ bổn tánh chân thật phải nên tham thiền. Vì thế, điều kiện tiên quyết nhất khi tham thiền là phải dẹp trừ vọng tưởng. Làm sao dẹp trừ vọng tưởng? Phật Thích Ca thuyết pháp rất nhiều, nhưng đơn giản không ngoài chữ ngưng. Ngưng tức Bồ Đề. Thiền Tông do Đạt Ma Tổ Sư từ bên Ấn Độ truyền qua Đông Độ, đến đời Lục Tổ thì gió thiền lan rộng khắp nơi, chấn động chiếu sáng cổ kim. Những điều tối quan trọng mà Đạt Ma Tổ Sư cùng Lục Tổ thường dạy là dẹp hết muôn duyên, chẳng sanh một niệm. Dẹp hết muôn duyên tức là xả bỏ hết các duyên. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc tham thiền. Nếu chưa hành được hai câu này thì chẳng những tham thiền không thể thành công, mà nhập vào các môn khác cũng không thể được. Muôn duyên vẫn còn ràng buộc và niệm niệm vẫn còn sanh diệt thì đàm luận đến việc tham thiền được sao? Xả bỏ muôn duyên, chẳng sanh một niệm là điều kiện tiên quyết của việc tham thiền. Chúng ta phải nên biết rõ làm thế nào để hành được. Trên đã nói rõ là một niệm nếu ngừng thì đạt thẳng đến vô sanh, chứng ngay đạo Bồ Đề, không còn dương vấn tơ hào gì hết. Kể đến dùng lý mà dẹp trừ sự, tức biết rõ tự tánh bổn gốc vốn thanh tịnh, thì phiền não và Bồ Đề, sanh tử cùng niết bàn đều là giả danh, chẳng can hệ gì với tự tánh của chúng ta. Sự sự vật vật đều như mộng huyễn bồng bóng nước. Sắc thân bốn đại của chúng ta cùng núi sông đất đá đều nằm sẵn trong tự tánh.
chúng giống như bọt nước trong biển, lúc khởi lúc diệt, không ngăn ngại bổn thể, chớ nên chạy theo tất cả sự huyễn hóa của sanh trụ dị diệt mà khởi tâm vui thích, nhàm chán, thủ xả. Phóng xả được thân này như người đã chết thì tự nhiên căng trần thức liền tan biến, và tham sân si dâm ái đều tiêu diệt. Tất cả nội thống khổ của thân như khổ vui, cơ hàn, đói khát, dinh nhục, sanh tử, phước họa, mây rủi, khen chê, được mất, bình an, hiểm nạn đều là bên ngoài, phải nên xả bỏ. Xả bỏ được một thì sẽ xả bỏ được tất cả, mãi mãi xả bỏ. Đó gọi là xả bỏ muôn duyên. Xả bỏ muôn duyên được thì vọng tưởng tự tiêu mất. Nếu không khởi tâm phân biệt thì xa rời chấp trước. Một niệm chẳng sanh thì tự tánh chiếu sáng và toàn thể tánh đều được hiển lộ. Khi những điều kiện tu thiền đã được đầy đủ, lại phải tiếp tục dụng công chân thật tham cứu, thì việc minh tâm kiến tánh chắc sẽ có phần. Ngày ngày thường có thiền sinh đến thưa hỏi. Tuy nhiên, pháp vốn thật không phải là pháp. Nếu lạc vào ngôn từ, tức là không phải nghĩa chân thật. Hiểu rõ tâm này thì biết bổn tâm của chúng sanh vốn là Phật. Xả bỏ hết để được vô sự thì cảnh giới thánh sẽ hiển hiện. Nói tu, nói chứng đều là lời ma. Tổ Đạt Ma đến Đông Độ để trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài chỉ thật rõ rằng tất cả chúng sanh trên cõi đất đều sẽ thành Phật, phải nhận rõ từ tánh thanh tịnh. Nó tuy thuận thế tình nhưng không ô nhiễm. Trong 12 thời đi đứng nằm ngồi mà tâm bình thản không loạn động, tức là hiện tại làm Phật, chứ không cần dùng tâm dùng sức, hay không cần dùng chút tơ hào lời nói, suy tư hoặc làm việc này việc nọ. Thế nên bảo rằng thành Phật là việc rất dễ dàng và rất tự tại, vì Phật tánh vốn đã nằm sẵn trong tâm mình, không cần chạy ra ngoài tìm cầu. Tất cả chúng sanh trên cõi đất nếu không thể tham nổi bao kiếp luân hồi, trồi lằn trong bốn loài sáu đường, trầm luân trong biển khổ, mà nguyện ước thành Phật để đạt đến cảnh giới thường lạc ngã tịnh, thì phải tin chắc thật lời dạy dỗ răn nhắc của Phật Tổ, tức xả bỏ tất cả. Chẳng nghĩ thiện hay ác thì lập tức thành Phật. Chư Phật Bồ Tát cùng lịch đại tổ sư phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh đều có chứng cứ, chứ chẳng phát đại nguyện trống không hay giảng lời rỗng tuếch. Bên trên đã nói rằng pháp là như thế. Lời của các ngài xiển minh kinh điển Phật Tổ rõ ràng. Chân ngữ, thật ngữ chẳng có chút hư dối. Chúng sanh trên cõi đất từ vô lượng kiếp đến nay luôn bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, đầu xuất đầu mất, luân chuyển không ngừng, mê hoặc điên đảo, bỏ tánh giác mà hiệp nhất trần lao. Dĩ như vàng rồng bị rớt xuống hầm phẫn, không thể dùng được, nhưng chẳng hề bị nhiễm ô. Do tâm đại từ đại bi, bất đắc dĩ Phật tại thuyết 84.000 pháp môn để đối trị tham sân si ái, vân vân. Tức 84.000 tập khí, bệnh tật của muôn loài chúng sanh. Dĩ như tuy vàng rồng bị nhơ nhuốc, mà này chư Phật dạy quý vị dùng nạo, bàn chải, nước, giải vân vân để tẩy rửa mai dũa. Pháp Phật thuyết ra, lời lời đều là diệu pháp, có khả năng cắt đứt dòng sanh tử và mau chóng đạt thành tựu Phật đạo. Chỉ có vấn đề là hợp căn cơ hay không hợp căn cơ. Thế nên chớ cưỡng ép phân biệt pháp môn cao thấp.
Năm pháp môn rất phổ thông thịnh hành ở nước Tàu là Thiền Tông, Giáo Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Tùy theo ý thích và căn tánh của mỗi người, có thể tự chọn lựa một pháp môn ứng hợp. Nói chung, phải thâm nhập vào một pháp môn trường kỳ không đổi thì mới mong thành tựu. Thiền Tông chú trọng tham thiền. Tham thiền để minh tâm kiến tánh, tức là tham thấu bản lai diện mục của mình. Vì thế, bảo rằng ngộ rõ tự tâm, thấy suốt bổn tánh. Pháp môn này bắt đầu từ khi Phật đưa cành hoa lên, cho đến sau khi Đạt Ma Tổ Sư truyền thừa sang Đông Độ. Người hạ thủ công phu thường luôn uyển chuyển. Chư thiền đức trong đời Đường, giai đoạn năm 618 đến năm 907, và Tống, giai đoạn năm 960 đến năm 1279, phần nhiều đều do nghe một lời hay nửa câu thì liền ngộ đạo. Thầy trò truyền thừa bẩm thọ, dùng tâm ấn tâm, nhưng thật ra không có một pháp nào là chân thật. Ngày thường tham vấn đối đáp, bất quá chỉ tùy phương tiện mà giải kiết vượt, hay do bệnh mà cho thuốc. Sau đời Tống, căn khí con người ngày càng chậm lụt, giảng được mà không hành được, dĩ như cầu xả bỏ tất cả hay chớ nghĩ thiện ác đều không thể hành được. Nói không suy nghĩ việc thiện lại đi suy nghĩ việc ác. Vì thế, chư tổ sư bất đắc dĩ mới chọn lựa biện pháp dùng độc trị độc, bằng cách dạy người tu hành tham khán công án, bắt đầu là quán thoại đầu, thậm chí phải nắm chặt câu thoại đầu trong từng sát na, mãi mãi không rời, cho đến chết chẳng bỏ mất. Như chuột gặm quan tài, chỉ chuyên chú gặm một chỗ, không thông không ngừng. Mục đích là dùng một niệm để chế phục muôn niệm. Thực ra đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Như thân bị mụn độc, nếu không dùng dao mổ xẻ chữa trị thì khó mà sống nổi. Công án của người xưa rất nhiều. Kẻ sau chuyên giảng xem kháng thoại đầu, như quán thầy chết này là ai, hay trước khi cha mẹ sanh ra mặt mũi chân thật của mình là gì. Từ từ các nơi xa gần thường dùng câu thoại đầu niệm Phật là ai. Thật ra tất cả câu thoại đầu đều đồng một dạng và đều rất bình thường, chẳng có gì là kỳ lạ. Dĩ như khi nói quán xem người tụng kinh là ai, niệm chú là ai, lễ Phật là ai, ăn cơm là ai, mặc y áo là ai, đi đứng là ai, ngủ nghỉ là ai, vân vân. Ý nghĩa của tất cả câu trên đều như nhau. Giải đáp được chữ ai, tức là thấy tâm. Lời nói từ tâm khởi, tâm dẫn đầu câu thoại đầu. Niệm từ tâm khởi, tâm dẫn đầu ý niệm. Muôn pháp từ tâm sanh, tâm là đầu nguồn của muôn pháp. Thật vậy, thoại đầu tức là niệm đầu, niệm đầu tiên tức là tâm. Lúc một niệm chưa sanh thì đó là thoại đầu. Do đó chúng ta phải biết rõ rằng quán thoại đầu tức là quán tâm. Khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục của chúng ta tức là tâm. Lúc quán xem bản lai diện mục của chúng ta trước khi cha mẹ sanh ra vốn là gì thì đó là quán tâm. Tánh tức là tâm. Phản văn văn từ kỹ, tức là nghe lại từ tánh của mình hay quán lại từ tâm. Viên chiếu thanh tịnh giác tướng, tức là tướng giác ngộ thanh tịnh chiếu sáng tròn đầy. Thể tướng giác ngộ thanh tịnh tức là chân tâm. Chiếu tức là quán, tâm tức là Phật. Niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán tâm. Vì vậy
quán thoại đầu hay bảo quán người niệm Phật là ai, tức là quán tâm, cũng là quán chiếu thể giác thanh tịnh của tâm mình, nghĩa là quán chiếu tự tánh, Phật tánh. Tâm tức là tánh, là giác, là Phật, và vốn không có hình tướng hay phương hướng nhất định, nên không thể nắm bắt. Tánh chất của tâm vốn thanh tịnh, biến khắp pháp giới, không vào không ra, không đến không đi, tức là pháp thân thanh tịnh xưa nay của chư Phật. Hành giả phải nhiếp giữ và hộ trì sáu căn. Nơi một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu. Khởi tâm quán sát cho đến lúc tự tâm thanh tịnh rời niệm, lại phải thầm lặng liên tục, điềm điềm đạm đạm, tịch tỉnh mà quán chiếu, để nhìn thấu năm uẩn đều không, thì mới liễu ngộ thân tâm tròn đầy, tịch tỉnh, không còn một vật. Ngày đêm sáu thời, đi đứng nằm ngồi đều như như bất động. Lâu ngày công phu thâm hậu thì có khả năng thấy tánh thành Phật, tức là trừ hết mọi khổ đau nguy hiểm. Khi xưa, tổ sư Cao Phong bảo, hành giả thường xem kháng câu thoại đầu như việc lượm đá ở dưới đáy hồ sâu trăm thước. Nếu trong 7 ngày mà không khai ngộ thì hãy chặt đầu lão tăng. Quý vị đồng tham học, đây là lời của người xưa, vốn là chân ngữ, thật ngữ, chứ không dối lừa gạt gẫm ai. Tại sao trong đời nay người quán thoại đầu thì nhiều, nhưng người ngộ đạo thì chẳng được bao nhiêu? Đây là do căn khí của người đời nay không thể sánh bằng người xưa. Lại nữa, do người tu thiền chưa hiểu rõ nghĩa lý của việc kháng thoại đầu. Có người do thân tâm rối loạn nên tham đông tầm tây, vào nam ra bắc, đưa đến kết quả là cứ lo làm việc ồn ào huyên náo cho đến già, đối với một câu thoại đầu cũng không biết gì cả. Không biết rõ thoại đầu thì làm sao tu thiền kháng thoại đầu? Cả đời chỉ lo chấp trước vào văn tự danh tướng, nên chỉ biết dùng tâm quán thoại đuôi. Ai đang niệm Phật, chiếu cố thoại đầu, kháng tới kháng lui, tham đi tham lại, giác câu thoại đầu đi khắp đông tây, có lý nào ngộ được bản nhiên vô vi của đại đạo? Khi nào mới đạt đến địa vị pháp vương? Không đắm chấp tất cả muôn vật, mạt vàng rơi vào mắt khiến bị mù lòa, làm sao thấy vàng tỏa ánh hào quang được? Thật đáng thương lắm thay. Như có một nữ nhi lúc rời nhà học đạo với chí nguyện phi thường, nhưng kết quả chẳng đạt gì hết, thật uổng phí công lao, thật tiếc thay. Cổ nhân bảo, thà ngàn năm không ngộ đạo còn hơn một ngày đi lạc đường. Việc tu hành để ngộ đạo tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, ví như mở đèn điện. Nếu biết cách, chỉ dùng một ngón tay thì ánh sáng đèn sẽ chiếu sáng, khiến ngàn năm u minh tâm tối liền mất. Nếu không biết cách thì sẽ làm hư hoại dây điện bóng đèn, rồi phiền não ngày càng tăng trưởng. Ví như có vài người tham thiền quán thoại đầu, khi gặp ma cảnh thì phát điên phát cuồng, ho ra máu, bị bệnh tật, khiến lửa vô minh càng cháy sáng. Sự trước chấp về mình và người ngày càng nặng nề. Có phải rằng những điều này do sự chấp trước không? Vì thế, người dùng công tham thiền cần phải điều hòa thân tâm, khiến tâm bình, khí hòa, không ngang, không ngại, không còn thấy mình và người, thì khi đi đứng nằm ngồi đều phù hợp với quyền cơ di diệu. Khi tham thiền không thể khởi tâm phân biệt. Bàn về chi tiết, lúc khởi công phu tu đạo, người sơ cơ gặp những sự khó và dễ riêng, người tu lâu năm cũng có sự khó dễ riêng. Những điểm khó khăn của người mới bắt đầu tham thiền ở nơi nào? Khó khăn ngay nơi thân tâm chưa thuần thục, chưa thông hay chưa rõ,
về cách thức tu hành. Do công phu không tiến triển được nên trong tâm dần dần sanh giải đãi, chỉ ngồi thiền ngủ nghê cho qua ngày tháng. Kết quả năm đầu tham thiền, năm thứ hai là lão tham thiền, năm thứ ba chẳng còn tham thiền. Ngược lại, cái dễ của người sơ cơ ở chỗ nào? Chỉ cần thiết có tính tâm đầy đủ, có tâm lâu dài và dụng vô tâm thì tu hành rất dễ. Tính tâm có hai phần. Thứ nhất, tin tâm mình vốn là Phật. Tâm đó cùng ba đời chư Như Lai đều không khác biệt. Thứ hai, tin các pháp môn mà Phật Thích Ca thuyết giảng, mỗi mỗi đều có thể cắt đứt dòng sanh tử, thành tựu quả vị Phật. Bàn về tâm lâu dài, khi đã chọn một pháp môn thì phải hành trì suốt cả đời, cho đến suốt đời vị lai cũng phải tu trì. Muốn tham thiền thì phải tham khán cách như thế. Muốn niệm Phật hoặc trì chú thì cũng phải hành trì như vậy. Người muốn học giáo lý thì phải hành trì theo thứ tự văn, tư, tu. Dù tu pháp môn nào đi nữa, điều quan trọng căn bản là phải giữ giới. Nếu làm được như thế thì tương lai sao không thể thành tựu đạo nghiệp được. Ngài Quy Sơn bảo, nếu ai có thể tu hành pháp này suốt ba đời mà không thối chuyển thì quả vị Phật quyết định sẽ có kỳ. Ngài Vĩnh Gia cũng nói, nếu dùng lời vọng ngữ dối gạt chúng sanh thì mãi mãi sẽ bị đọa lạc vào địa ngục cắt lưỡi hằng sa kiếp. Gọi vô tâm tức là xả bỏ hết tất cả, giống như người đã chết. Cả ngày tùy theo nhân duyên mà làm việc và không khởi một niệm phân biệt chấp trước thì mới trở thành vô tâm đạo nhân. Người sơ học nếu đã đủ ba tâm: tâm dài lâu, tâm kiên cố và vô tâm. Khi tham khán câu thoại đầu, ai đang niệm Phật, tức tự mình niệm thầm câu A-di-đà Phật, rồi khán xem người niệm Phật đó là ai và niệm khởi từ đâu, từ đâu khởi lên một niệm. Nên biết, một niệm chẳng khởi từ miệng của mình, cũng không phải khởi lên từ nhục thân này. Nếu tâm niệm khởi từ thân hay miệng thì khi chết đi thân miệng vẫn còn đó, sao lại không niệm được? Nên biết rằng niệm khởi từ tâm, tức từ tâm mà có niệm khởi. Nhìn thẳng chăm chăm vào như mèo rình chuột, tập trung tất cả sức lực tinh thần, chẳng sanh hai niệm. Chữ gấp gáp muốn mau thành tựu thì sẽ dễ dàng phát sinh sự chướng ngại của bệnh tật. Đi đứng nằm ngồi đều phải như thế. Công phu lâu ngày nếu thâm sâu như quả chín sắp rụng thì khi nhân duyên đến, đụng tới quả liền rụng, tức đột nhiên đại ngộ. Lúc ấy như người uống nước, tự biết nóng lạnh, liền đạt đến nơi vô ngại. Như tại ngã ba đường gặp được cha mình nên được an lạc vô ngần. Người tham thiện lâu năm gặp những việc khó dễ nào? Gọi lão tham thiền tức là người đã từng thân cận gần gũi thiền tri thức hay dụng công nhiều năm và đã từng trải qua một thời gian rèn luyện nên thân tâm thuần thục, biết rõ đường tu, tự tại dụng công, không sợ khổ nhọc. Việc khó của các vị tham thiền lâu năm hay thượng tọa là trong cảnh giới tự tại sáng sủa rõ ràng, lại ngừng tu để hưởng thụ, như dừng chân tại hóa thành, không muốn đến bảo sở. Do thường thích lắng tâm tịch tĩnh chứ không thường thích để tâm dao động nên không thể đắc được thọ dụng chân thật. Thậm chí lúc gặp cảnh thì tình sanh, rồi cố chấp thủ và xả. Tâm khởi niệm thích thú hay chán chường rõ rệt nên cứ bị vọng tưởng thô và tế bó buộc. Lại nữa, nếu dùng công phu như băng giá đống đá gạch
thì không thể khởi tác dụng. Kể đến, dần dần sẽ sanh bệnh giải đãi, rồi cuối cùng không thể đắc quả khởi dụng. Quý vị tham thiền lâu năm và chưa thượng tọa, nếu biết rõ điều khó khăn này thì phải nên lập tức đề khởi câu thoại đầu: phấn chấn tinh thần, nơi cây tre trăm thước phải tấn thêm bước nữa, hay phải lặn sâu dưới đáy biển để đạt đến quả gì cao, để rồi mặc tình thõng tay tung hoành đi đó đây lễ bái tương kiến Phật Tổ. Thoại đầu tức là nhất tâm. Một tâm niệm của chúng ta không ở trung gian, trong ngoài, mà cũng trú tại chính giữa, trong ngoài, giống như hư không chẳng động mà biến khắp mọi nơi. Thế nên không cần đề câu thoại đầu lên cao, hay cũng chẳng cần đề câu thoại đầu quá thấp. Đề khởi thoại đầu lên cao quá thì sẽ bị trạo cử, đề khởi thấp quá thì sẽ bị lạc vào hôn trầm, trái ngược tâm tánh, chẳng phải trung đạo. Mọi người đều sợ vọng tưởng, nên việc hàng phục chúng rất khó. Tôi xin thưa với quý vị rằng, chớ sợ vọng tưởng, cũng chẳng cần phí công sức hàng phục chúng. Quý vị chỉ việc nhận rõ vọng tưởng, chứ không nên chấp trước vào chúng, không chạy theo chúng, lại cũng chẳng cần đuổi dẹp chúng. Chỉ việc ngưng tâm niệm khởi liên tục thì tự rời xa vọng tưởng. Vì vậy bảo rằng biết vọng khởi tức là giác ngộ, nghĩa là rời xa vọng tưởng. Phải nên lợi dụng vọng tưởng mà hạ thủ công phu, như xem kháng coi chúng xuất phát từ chỗ nào. Nếu nhận ra vọng tưởng vốn vô tánh, bản thể vốn không, thì liền trở về tâm tánh bổn không của chúng ta, tự tánh pháp thân thanh tịnh của chư Phật ngay nơi đó liền hiện ra trước mắt. Bàn về lý rốt ráo, chân và vọng vốn đồng một thể, chúng sanh và chư Phật không hai, sanh tử và niết bàn, bồ đề và phiền não, chúng đều là bổn tâm bổn tánh, mà không nên khởi tâm phân biệt như đấm chấp hay nhàm chán, hoặc thủ hay xả. Tâm thanh tịnh này gốc vốn là Phật, chẳng cần dùng một pháp. Lý này thật nhiều lời, hãy tham khán. 15 La Mã khai thị tại thiền đường. Quý vị thường đến cầu thỉnh khai thị khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Quý vị ngày ngày khổ nhọc bữa củi cuốc đất san bằng đất đai, giác ngói mang gạch, tuy bận rộn từ sáng đến tối nhưng không quên mất tâm niệm tu hành mà luôn tinh tấn chú trọng vào đạo, thật khiến cho người khác phải cảm động. Hư dân tôi rất xấu hổ vì chẳng có đạo, chẳng có đức, chẳng có thể nói lời khai thị cao vọng, chỉ lặp lại lời dư thừa của người xưa để đối đáp cùng quý vị. Một, phương pháp dụng công nhập đạo. Phương pháp dụng công tu đạo rất nhiều. Hiện tại bàn thảo tóm được: A lớn, điều kiện tiên quyết của việc tu đạo. A nhỏ, tinh sâu lý nhân quả. Người muốn dụng công tu đạo, việc đầu tiên là phải tinh sâu lý nhân quả. Nếu không tin nhân quả thì làm những việc hàm hồ, chẳng những việc tu đạo khó thành công mà ba đường ác cũng không thể thiếu mình. Phật dạy, muốn biết nhân đời trước phải nhìn đời này mình thọ quả báo gì, muốn biết quả đời tương lai phải xem đời này mình đang gieo nhân gì. Phật lại bảo, giả sử nghiệp tội đã tạo trong trăm ngàn kiếp chưa tan, khi nhân duyên đến quả báo phải tự thọ. Kinh Lăng Nghiêm thuyết, nhân địa bất chân chánh thì phải chiêu quả báo công dạy. Trồng nhân thiện thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả xấu, trồng dưa được dưa, trồng đậu thì được đậu. Đây là đạo lý tự nhiên. Đàm luận về lý nhân quả, tôi sẽ đơn cử hai câu chuyện xưa để chứng minh. Chuyện thứ nhất là việc vua Lưu Ly diệt chủng tộc họ Thích. Trước thời Phật Thích Ca, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một thôn xóm chuyên mục đánh cá. Trong thôn xóm có một hồ lớn. Khi ấy thời tiết hạn hán, nước khô cạn, tất cả cá lớn nhỏ
đều bị dân làng bắt ăn hết. Duy chỉ còn một con cá lớn nhất, gần bị nắng thiêu chết. Trong làng có một đồng tử xưa nay chưa từng ăn thịt cá, nhưng trong ngày ấy lại vẫn chơi, lấy cây côn đập trên đầu cá 3 lần. Sau này trong thời Phật Thích Ca ra đời, có vua Ba Tư Nặc rất tin tưởng sùng phụng Phật Pháp. Ông ta lấy bà hoàng hậu vốn thuộc dòng nô tỳ của họ Thích Ca. Bà ta hạ sanh được một thái tử tên là Lưu Ly. Lúc nhỏ, vua Lưu Ly thường ở thành Cá Tỳ La Vệ học hành. Ngày nọ vì giỡn chơi, thái tử Lưu Ly leo lên tòa ngồi của Phật nên bị người thuộc dòng dõi Thích Ca mắng chửi đuổi xuống. Do đó ông ta oán hận trong tâm. Đến khi lên ngôi vua, ông ta liền thống lãnh đại binh đánh chiếm thành Cá Tỳ La Vệ, tàn sát hết dân chúng trong thành. Khi đó Phật bị nhức đầu dữ dội trong 3 ngày liền. Các đại đệ tử đều thỉnh Phật tìm cách giải cứu dòng họ Thích Ca, nhưng ngài bảo rằng định nghiệp khó mà chuyển nổi. Tôn giả Bột Kiền Liên dùng thần thông bỏ 500 thân tộc dòng họ Thích Ca vào bình bát, rồi bay lên hư không để giải cứu họ. Sau khi đến nơi khác, định bỏ họ xuống, nhưng khi tôn giả nhìn lại trong bình bát thì chỉ thấy toàn là máu. Chư đại đệ tử thỉnh hỏi Phật về nhân duyên của việc này. Phật liền kể lại câu chuyện dân làng trong thành Ca Tỳ La Vệ ăn thịt cá thuở xưa mà vua Lưu Ly là tiền thân của con cá lớn nhất. Quân sĩ binh lính của ông ta vốn là những cá trong hồ thuở kiếp xưa. Dân chúng thuộc dòng họ Thích Ca bị vua Lưu Ly giết vốn là dân làng ăn thịt cá vào lúc ấy. Tiền thân của Đức Phật là đồng tử, vì giỡn chơi đánh trên đầu con cá lớn nhất nên bị quả báo bệnh nhức đầu 3 ngày. Định nghiệp thật khó trốn chạy. 500 thân tộc họ Thích Ca tuy được tôn giả Bột Kiền Liên cứu thoát, nhưng tánh mạng vẫn tiêu tan, không thể lẩn trốn. Sau này vua Lưu Ly bị đọa địa ngục, quan quan tương báo, chẳng hẹn ngày giờ, nhân quả thật đáng sợ. Chuyện thứ hai là việc Tổ Bá Trường cứu độ con hồ ly. Ngày đó, sau khi Tổ Bá Trường giảng kinh xong, mọi người đều giải tán, nhưng chỉ còn lại một ông lão chưa chịu ra về. Tổ Bá Trường thấy vậy liền hỏi nguyên do. Ông lão liền đáp: con chẳng phải là người mà vốn là hồ ly tinh, đời trước đã từng tu hành ở nơi đây. Ngày nọ có người hỏi con rằng bậc đại tu hành Liễu Ngộ còn bị lạc vào nhân quả hay không. Khi ấy con đáp là không lạc vào nhân quả. Nhân vì câu trả lời đó mà bị đọa lạc làm thân hồ ly tinh trải qua 500 năm, không cách nào giải thoát được. Nay thỉnh hòa thượng từ bi khai thị chỉ dạy. Tổ Bá Trường bảo: này ông hãy hỏi lại ta câu đó đi. Thỉnh vấn hòa thượng, người tu hành lâu năm có bị lạc vào nhân quả hay không? Không lầm nhân quả. Nghe lời này, ông lão liền đại ngộ, bèn lễ bái cảm tạ. Nhờ lời dạy của hòa thượng, nay con đã thoát được thân hồ ly. Con vốn ở trong hang đá sau núi, xin thỉnh hòa thượng ngày mai làm lễ theo cách thức an táng một vị tăng. Qua hôm sau, Tổ Bá Trường ra hang sau núi, thấy xác chết của một con hồ ly tinh, nên liền làm lễ an táng giống như một vị tăng. Chúng ta nghe đến hai câu chuyện này biết rõ nhân quả thật đáng sợ. Tuy đã thành Phật rồi nhưng không thể miễn quả báo đau đầu, báo ứng chẳng sai chạy chút nào. Định nghiệp thật khó trốn thoát. Vì vậy trong mọi thời chúng ta phải nên cẩn trọng chế tạo nhân xấu. B nhỏ, nghiêm trì giới luật. Đối với công phu tu đạo, việc đầu tiên là phải trì giới. Giới là gốc của đạo Bồ Đề vô thượng, do giới mà sanh định, do định mà phát huệ. Nếu không trì giới mà muốn tu hành thì không thể được. Kinh Lăng Nghiêm nói đến việc Đức Phật răn nhắc chúng ta về 4 hành thanh tịnh. Chẳng trì giới mà muốn tu chánh định thì không thể nào thoát khỏi trần lao. Lại nữa, dầu hiện tại có phát sanh trí huệ hay thiền định nhưng vẫn bị lạc vào tà ma ngoại đạo. Vì vậy biết rõ việc trì giới rất quan trọng. Người trì giới luôn được Chi Long Thần ủng hộ, tà ba ngoại đạo kính phục nể sợ. Người phá giới thì quỷ gọi là kẻ cướp, nên chúng thường đi theo xóa dấu chân họ. Xưa kia, nơi cạnh Dương Thành của nước Kế Tân có một ngôi già lam. Gần đó có một con rồng độc thường hiện ra hại người địa phương. Thế nên 500 vị A-la-hán trong chùa đó hợp lại nhau
dùng lực thiền định để đuổi con đồng độc này đi, nhưng không thể được. Sau này có một vị tăng chưa từng biết đến thiền định mà chỉ nói với con đồng độc câu: "Này hiện thiền, xin hãy rời khỏi chỗ này." Nghe thế, rồng độc liền bay đi nơi khác. Chúng tăng A-la-hán hỏi vị tăng kia rằng: "Dùng thần thông gì mà đuổi được rồng độc?" Vị tăng kia đáp: "Tôi không biết dùng thần lực thiền định, nhưng chỉ chân chánh trì giới cẩn mật, hộ trì giới khinh cũng như giới trọng." Chúng ta hãy suy nghĩ xem, lực thiền định của 500 vị A-la-hán không thể sánh bằng một vị tăng nghiêm thủ giới luật. Có người bảo rằng Lục Tổ thường dạy: "Tâm bình thì nhọc gì trì giới, tâm hạnh chất trực thì cần gì tham thiền." Tôi xin hỏi rằng quý vị đã đạt đến tâm bình và chất trực chưa? Nếu có một cô hằng Nga thân hồng lõa thể ôm chầm lấy mình, quý vị có động tâm không? Nếu có người vô cớ nhục mà đánh đập, quý vị có sanh tâm sân hận không? Quý vị có thể không sanh tâm phân biệt quán thân thương ghét thị phi mình người không? Thuần thục làm được như thế thì mới nên to tiếng, bằng ngược lại chớ nói lời trống rỗng. Xe nhỏ, tính tâm kiên cố. Muốn dụng công tu đạo, đầu tiên phải có tính tâm kiên cố. Niềm tin là mẹ của tất cả công đức. Dù là việc gì, nếu không có tính tâm thì làm không thể xong. Chúng ta nếu muốn thoát khỏi sanh tử thì cần phải có tính tâm kiên cố. Phật bảo rằng chúng sanh trên cõi đất đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Vì thế Phật mới thuyết bao pháp môn sai biệt để đối trị tâm bình của chúng sanh. Chúng ta phải tin tưởng rằng lời Phật dạy không bao giờ là hư ngữ rỗng tuếch. Phải tin rằng chúng sanh đều có thể thành Phật. Tại sao chúng ta chưa có thể thành Phật? Do vì chúng ta không y theo pháp mà quyết chí hạ thủ công phu. Dĩ như tuy biết rằng hạt đậu nành có thể làm ra đậu hũ, nhưng nếu chẳng làm thì hạt đậu nành không thể biến thành đậu hũ. Thế nên phải làm, phải tạo. Nếu bỏ thạch cao không đúng lượng thì không thể thành đậu hũ. Nếu đúng như pháp mà nấu chín, lọc cặn bã rồi bỏ thạch cao đúng phân lượng thì quyết định sẽ thành đậu hũ. Tu đạo cũng như thế, nếu chẳng dùng công phu kiên cố hay đúng pháp thì không thể thành Phật. Nếu tu hành đúng như giáo pháp mà không thối thất và không hối hận thì quyết định sẽ thành Phật. Vì vậy phải nên tin tưởng thâm sâu rằng chúng ta sẽ thành Phật, rồi y theo giáo pháp của Phật dạy mà tu hành thì quyết định sẽ thành Phật. Thiền sư Vĩnh Gia bảo: "Chứng thật tướng không nhân pháp, trong khoảng sát na rồi diệt nghiệp a tỳ." Nếu dùng lời vọng ngữ dối chúng sanh thì tự chiêu nghiệp cắt lưỡi hằng sa kiếp. Thiền sư vì lòng từ bi, muốn kẻ hậu lai có tính tâm kiên cố nên phát thệ nguyện rộng lớn như thế. Dây nhỏ, quyết định hành trì một pháp môn. Có tính tâm đầy đủ rồi thì phải chọn lựa ra một pháp môn để tu trì, không thể sáng qua nước Tần, tối lại đến nước Sở. Niệm Phật cũng được, trì chú cũng hay, tham thiền cũng tốt. Nói chung, điều quan trọng là phải quyết chọn một pháp môn, rồi vận dụng hết tài năng mà tu tập, mãi mãi không thối thất hay hối hận. Hôm nay chưa thành công, nhưng ngày mai sẽ được. Năm nay chưa thành công, nhưng năm sau sẽ thành. Đời này chưa thành tựu, nhưng đời sau sẽ thành. Ngài Quy Sơn bảo: "Đời đời nếu không thối chuyển thì quả vị Phật chắc chắn sẽ có kỳ." Có nhiều người không chú ý điều này. Hôm nay nghe thiện tri thức này bảo niệm Phật rất hay, liền đi niệm Phật hai ngày liền. Kế đến nghe vị thiện tri thức khác bảo tham thiền rất tốt thì liền ngồi thiền thêm hai ngày nữa. Đùa giỡn bên đông lại giỡn cợt bên tây, đùa giỡn cả đời cho đến chết. Mãi vẫn chơi khinh nhờn, có uổng đời tu lắm không? E nhỏ, phương pháp tham thiền. Pháp môn dụng công tuy nhiều, nhưng chư Phật tổ đều dùng pháp môn di diệu vô thượng này. Trong pháp hội Lăng Nghiêm, Phật bảo Bồ Tát Giang Thù chọn lựa pháp môn viên thông. Đại sĩ Giang Thù liền chọn pháp môn nghĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Âm làm bậc nhất. Chúng ta nghe lại tự tánh của mình, đó chính là tham thiền. Trong thiền đường nay tôi phải giảng về pháp môn tham thiền. Rê nhỏ, người ngồi thiền phải biết khi làm mọi công việc hàng ngày phải luôn hướng tâm vào đạo. Nếu được như thế thì nơi nào lại không phải là đạo tràng. Lúc dụng công không nên chấp trước thiền đường này nọ. Chẳng phải ngồi mới gọi là thiền, gọi thiền đường hay tọa thiền
bất quá chỉ lập ra vì chướng sâu trí huệ cạn của chúng ta trong đời mạt pháp. Ngồi thiền phải biết cách điều dưỡng thân tâm cho hay. Lúc không biết cách điều dưỡng, nếu ít thì sẽ bị bệnh tật, còn nếu nhiều thì bị gặp ma chướng, thật tiếc lắm thầy. Trong thiền đường, lúc tọa hương, ngồi thiền hay hành hương, đi hành thiền, phải dụng ý nơi việc điều dưỡng thân tâm. Phương pháp điều dưỡng thân tâm có rất nhiều, nay đơn lược bàn luận. Lúc xếp bằng phải ngồi thẳng người một cách tự nhiên, không nên khởi tâm tác ý, đưa đẩy eo lưng nghiêng về phía trước. Nếu làm như thế thì sẽ khiến khí quả bốc lên. Kết quả sau khi ngồi thiền, nước mắt chảy tràn trề, mũi miệng thở khì, ăn uống mất mùi vị, thậm chí có thể bị ói mửa ra máu. Lại nữa, không nên đẩy eo lưng nghiêng về phía sau hoặc rụt vai rút đầu vì sẽ dễ dàng bị lạc vào hôn trầm. Lúc bị hôn trầm phải mở mắt to ra, kéo thẳng eo lưng lại, nới rộng dây lưng, lung lay động đậy thân nhẹ nhẹ thì hôn trầm sẽ tự biến mất. Nếu dùng công quá gấp gáp, thân tâm sẽ cảm thấy phiền muộn khô khan, khi đó phải xả bỏ buông duyên, ngay cả công phu cũng xả bỏ, nghỉ ngơi chừng nửa cây nhang, rồi vừa cảm thấy thoải mái dễ chịu liền tiếp tục đề khởi công phu. Ngược lại thì ngày tháng tích lũy khiến tánh biến thành cọc cằn dễ giận, thậm chí gặp ma cảnh liền phát điên cuồng. Ngồi thiền đến lúc được đôi chút thọ dụng thì cảnh giới hiện ra rất nhiều, kể không thể hết. Điều cần thiết là quý vị chớ chấp trước vào chúng, thì chúng không thể tạo chướng ngại cho mình. Người thế tục có câu: thấy quái vật nhưng không cho là kỳ quái thì quái vật tự tiêu tán. Tuy thấy yêu ma quỷ quái đến quấy nhiễu chọc phá, chứ quý vị chớ màng để ý đến chúng, hoặc chớ sợ hãi. Ngay cả thấy Phật Thích Ca đến dùng tay xoa đầu thọ ký, quý vị cũng chớ để ý đến, hay khởi tâm vui mừng. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu không khởi tâm thánh tức gọi là cảnh giới lành, nếu khởi tâm thánh giải tức lạc vào loài tà kiến. Bề lớn hạ thủ công phu, ai nhỏ phải nhận rõ chủ khách. Hạ thủ công phu như thế nào? Trong Pháp Hội Lăng Nghiêm, tôn giả Kiều Trần Như có nói đến hai chữ khách trận, đó chính là nơi sơ tâm hạ thủ dụng công của chúng ta. Tôn giả nói: ví như hành khách đương ở lữ quán, hoặc ngủ hoặc ăn uống, ăn uống ngủ nghỉ xong liền thu xếp hành lý tiếp tục cất bước, không nhàn rỗi ở lại. Nếu thật là chủ nhân thì tự không đến đi. Suy nghĩ như thế không trụ là khách, trụ lại gọi là chủ nhân. Lại nữa, ví như sau cơn mưa mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu soi khắp hư không, thấy rõ tướng của bụi bặm. Bụi bặm tánh vốn dao động, hư không tánh vốn tịch tĩnh an nhiên. Lắng động tịch tĩnh gọi là hư không, dao động gọi là bụi bặm khách trần. Khách trần tức là bụi bặm dù cho vọng tưởng, hư không tức là chủ dù cho tự tánh. Thường trụ chính là chủ nhân, vốn không như lữ khách lúc đến lúc đi. Chủ nhân dù cho tự tánh thường trụ, vốn không tùy theo vọng tưởng mà chợt sanh chợt diệt. Vì vậy bảo rằng nếu vô tâm nơi muôn vật thì sợ gì muôn vật quấy nhiễu làm trở ngại mình. Chất trần tức bụi bặm tự dao động, vốn làm chướng ngại hư không tịch tỉnh vô trước. Ví như vọng tưởng vốn tự sanh diệt nhưng không ngăn ngại tự tánh vô trước, dư bất động. Thế nên bảo rằng một niệm không sanh, muôn pháp chẳng lỗi. Trong đây chữ khách nghĩa là thô, còn chữ trần nghĩa là di tế. Người sơ phát tâm tu đạo đầu tiên phải cần nhận thức hai chữ chủ và khách, thì không còn bị vọng tưởng trói buộc lôi kéo. Tiến thêm một bước nữa là phải hiểu rõ hai chữ không và trần, thì vọng tưởng không thể làm trở ngại. Vì thế bảo rằng nhận rõ thì không còn là quán thù. Nếu lãnh hội rõ ràng được như thế thì công phu tu đạo đã đi quá nửa đường rồi. Bây nhỏ, thoại đầu cùng nghi tình. Lịch đại tổ sư luôn chỉ thẳng vào tâm để thấy tánh thành Phật. Như pháp an tâm của Đạt Ma tổ sư, hai luận kiến tánh của Lục Tổ đều trọng yếu là phải thừa nhận lãnh hội mà không cần kháng thoại đầu. Tâm người hiện đời không giống như tâm người xưa, không thể quyết tâm đạp đất, chỉ đùa giỡn khinh lợn. Ai ai cũng lo đếm châu báu cho kẻ khác, rồi lại cho rằng những châu báu đó là của mình. Vì thế chư tổ sư mỗi vị đều xuất thủ nhãn, lập ra tông môn pháp thức như pháp kháng thoại đầu, để khiến người học đạo biết cách tu hành. Thoại đầu có rất nhiều, như muôn pháp quy về một, một quy về nơi nào, bản lai diện mục của chúng ta trước khi được cha mẹ sanh như thế nào, vân vân. Tuy nhiên câu niệm Phật là ai
là phổ thông nhất. Tại sao gọi thoại đầu? Thoại là lời nói, đầu là đầu tiên, tức là tâm niệm thanh tịnh sẵn có trước khi khởi vọng niệm rồi phát ra lời nói. Tâm niệm trước khi khởi câu A Di Đà Phật được gọi là thoại đầu. Một niệm chưa sanh gọi là thoại đầu, niệm đã sanh rồi thì gọi là thoại đuôi. Niệm chưa sanh gọi là không sanh, không trào cử, không hôn trầm, không đắm trước vào cảnh tình, không lạc vào trầm không, hay cũng gọi là không diệt. Thời thời khắc khắc luôn luôn nhất niệm, xoay lại phản chiếu vào cái không sanh không diệt nên được gọi là kháng thoại đầu hay chiếu cố thoại đầu. Đối với việc kháng thoại đầu, đầu tiên phải phát khởi nghi tình. Nghi tình là cái tích trường của quán thoại đầu. Sao gọi là nghi tình? Như hỏi niệm Phật là ai, thì ai ai cũng biết người niệm chính là mình. Tuy nhiên chúng ta dùng miệng niệm hay dùng tâm niệm? Nếu dùng miệng niệm thì khi ngủ miệng vẫn còn đó, sao lại không niệm? Nếu dùng tâm niệm thì tâm này hình dạng như thế nào? Không thể nắm bắt sờ mó tâm này được. Vì không hiểu rõ như thế nên ngay chữ ai phát khởi niệm nghi ngờ nhẹ nhẹ. Tuy nhiên chớ đề khởi quá thôi, phải đề khởi càng vi tế chừng nào thì càng hay chừng đó. Tùy thời tùy nơi mãi mãi chiếu cố vào nghi niệm này, giống như nước suối chảy mãi không ngừng mà chẳng sanh hai niệm. Nếu đã khởi nghi niệm lên chớ động đến, nghi niệm chưa có phải nên nhẹ nhẹ đề khởi. Người sơ phát tâm tu hành trong tịnh dễ đắc thọ dụng hơn trong độc. Nhưng điều thiết yếu là chớ sanh khởi tâm phân biệt, không để ý có định lực hay không định lực và mình đang ở trong tịnh hay trong động, mà chỉ nhất tâm nhất ý hạ thủ công phu là đủ rồi. Trong bốn chữ niệm Phật là ai thì chữ ai là quan trọng nhất. Ba chữ kia bất quá chỉ là ngôn từ mà thôi. Như tự hỏi ăn cơm mặc áo là ai, đi đại tiểu tiền là ai, khởi vô minh phiền não là ai, thường biết thường giác là ai, lúc đi đứng nằm ngồi phải luôn đề khởi chữ ai thì mới phát khởi được nghi niệm dễ dàng. Chớ suy lượng xét đoán khởi ý có hoặc không. Chữ ai của câu thoại đầu thật là diệu pháp của việc tham thiền, nhưng chớ niệm chữ ai hay bốn chữ niệm Phật là ai như niệm danh hiệu Phật. Hoặc chớ suy lượng xét đoán xem coi ai là người niệm Phật rồi gọi đó là nghi tình. Nếu đem bốn chữ niệm Phật là ai mà dùng miệng niệm mãi không ngừng thì không thể nào bằng công đức niệm một câu A Di Đà Phật. Có người hàm hồ suy nghĩ loạn động, tìm đông kiếm tây rồi cho đó là nghi tình. Phải nên biết càng suy nghĩ thì dòng niệm càng khởi lên nhiều, muốn thăng nhưng ngược lại bị đọa. Điều này người tu hành phải nên biết đến. Người sơ cơ phát khởi nghi tình rất thô thiển, lúc đứt đoạn, lúc liên tục, lúc thuận, lúc không thuận, thì chỉ được tính là khởi được nghi tình mà chỉ được gọi là khởi vọng tưởng. Tuy nhiên tu càng lâu thì tâm cuồng loạn từ từ sẽ được điều phục và niệm đầu cũng có nơi trụ được đôi chút. Lúc ấy mới gọi là tham thiền. Công phu từ từ thuần thục, không khởi nghi tình mà vẫn tự nghi, lại cũng không biết ngồi nơi nào và cũng không biết đến thân, tâm, thế giới. Niệm nghi đơn độc sẽ từ từ hiển hiện, không gián đoạn. Đó gọi là khởi nghi tình. Thật tình mà nói, lúc đầu dụng công chỉ toàn là vọng tưởng nổi lên, đến khi nghi tình chân thật hiện ra thì lúc đó mới chân thật là dụng công. Khi ấy dễ dàng vượt qua cửa ải lớn để rẽ vào chánh lộ. Thứ nhất sẽ đạt đến cảnh giới thanh tịnh kinh an vô hạn. Nếu bỏ mất công phu giác chiếu liền nhập vào cái trạng thái hôn trầm nhẹ nhẹ. Nếu có vị minh nhãn thiền tri thức ở kế bên biết được cảnh giới này của mình, dùng cái hương bản đập cho một hèo thì mấy mù che đầy trời đất liền tản mát. Ngày nay đó rất có nhiều cơ hội ngộ đạo. Thứ hai, lúc thanh tịnh không không động động, nếu nghi tình mất đi thì đó là vô ký, tức ngồi trên cây khô đá cứng và gọi là đóng băng quanh tảng đá. Đến lúc đó phải đề khởi nghi tình. Đề khởi nghi tình tức là giác chiếu. Giác tức là không mê muội và là trí huệ. Chiếu tức là không loạn động và là định. Đơn độc trụ nơi một niệm, trầm nhiên mà tịch chiếu, như như bất động, linh linh bất muội, liễu liễu thường kia, như khói nóng xông lên, như xoay một cuồng tơ mãi không dừng. Dụng công đến đây phải có đầy đủ mắt thanh tịnh kim cang mà không cần đề khởi nghi tình nữa. Nếu đề khởi tức là đem đầu mà đặt lên đầu. Xưa kia có vị tăng hỏi lão nhân Triệu Châu, không thể đem một vật đến thì làm sao? Triệu Châu đáp,
xả bỏ nó. Một vật còn không thể đem đến thì xả bỏ cái gì? Xả bỏ không được thì đuổi nó đi. Nó đến việc này như gió trong ánh sáng, như người uống nước tự biết lạnh nóng, không thể dùng lời nói mà đạt được. Người đạt đến đó tự nhiên hiểu rõ, chưa đạt đến thì nói chi cũng vô ích. Vì vậy bảo, trên đường gặp kiếm khách liền trình kiếm, chẳng phải thiên nhân chẳng trình thiên. Xê lớn, chiếu cố thổi đầu cùng phản văn văn tự tánh. Hoặc hỏi, pháp môn phản văn văn tự tánh, nghe lại tánh nghe của mình, của Bồ Tát Quán Âm có phải được xem là pháp môn tham thiền không? Bàn về việc chiếu cố thổi đầu, tức là bảo quý vị thời thời khắc khắc, đơn độc trụ nơi một niềm, hồi quang phản chiếu vào cái không sanh không diệt, thoại độc, phản văn văn tự tánh, nghe lại tự tánh của mình, tức là bảo quý vị thời thời khắc khắc, trụ nơi một niềm để nghe lại tự tánh của mình, hồi tức là xem ngược lại, không sanh không diệt, tức là tự tánh. Cái nghe khác với cái chiếu, tức là khi thuận dòng thì nghe âm thanh, thấy sắc tướng. Tuy nhiên, nghe mà không vượt ngoài âm thanh, thấy mà không vượt khỏi sắc tướng, hiển nhiên phân biệt rõ ràng. Lúc đi nghịch dòng thì nghe lại tự tánh của mình, không chịu chạy theo âm thanh sắc tướng để trở về nguồn nhất thể tinh minh, một thể sáng soi. Khi đó cái nghe và cái chiếu không còn là hai. Chúng ta nên biết rằng, gọi chiếu cố thổi đầu hoặc gọi nghe lại tự tánh của mình tuyệt đối không dùng mắt để thấy, lại không dùng tai để nghe. Nếu dùng mắt để thấy hoặc dùng tai để nghe, đó là chạy theo âm thanh sắc tướng, tức bị vật chuyển, nên gọi là thuận dòng. Nếu đơn độc trụ nơi một niệm không sanh không diệt mà chẳng chạy theo âm thanh sắc tướng thì gọi đó là nghịch dòng và là chiếu cố thổi đầu hay nghe lại tự tánh của mình. Về lớn, tâm thiết tha vì việc sanh tử cùng phát tâm lâu dài. Đối với việc tham thiền, điều quan trọng là cần có tâm thiết tha vì sanh tử cùng phát tâm tu hành dài lâu. Nếu không có tâm thiết tha vì sự sanh tử thì nghi tình không thể khởi và công phu không thể tăng tiến. Nếu không phát tâm tu hành dài lâu mà một nóng mười lạnh thì công phu không thể thành phiến. Chỉ trọng yếu có tâm dài lâu thì nghi tình mới có thể đề khởi. Lúc nghi tình chân thật đề khởi được thì phiền não trần lao không ngừng cũng tự ngừng. Lúc đó tự nhiên nước chảy đến đâu thì thành ngòi rạch đến đó. Này tôi sẽ kể câu chuyện mắt thấy tai nghe. Đời Thanh vào năm 1900, Liên quân 8 quốc gia tiến vào kinh đô. Khi ấy tôi cùng đi theo đoàn quân hộ giá Du Quang Tự và Thái hậu Từ Hy. Đoàn hộ giá phải chạy bộ về hướng tỉnh Xỉm Tây, mỗi ngày chạy hàng chục dặm, đôi khi không có thức ăn nước uống. Trên đường dân chúng dâng rau dại khoai rừng cho vua ăn. Vua ăn xong rồi lại hỏi những thứ rau đó là gì mà sao ngon quá vậy. Quý vị xem coi, hoàng đế ngày thường mặc áo lông bào, oai phong lẫm liệt, ông ta có từng chạy bộ trên đường lộ bị đói lép bụng ăn rau dại khoai rừng không? Tuy nhiên khi chạy lánh nạn, lông bào không dám đắp, không còn tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, chỉ lăng xăng chạy trên đường lộ đói khát phải ăn rau dại khoai rừng. Tại sao sẽ bỏ được hết? Vì Liên quân muốn bắt nhà vua nên ông phải chú tâm chạy trốn lánh nạn để bảo toàn sinh mạng. Sau khi nghị hòa, nhà vua xa giá hồi kinh, lại đắp lông bào, lại tỏ vẻ oai phong lẫm lẫm, không thể chạy lăng xăng trên đường lộ, không còn đói khát. Nếu không phải là những món cao lương mỹ vị thì không thể nuốt khỏi cổ. Tại sao khi đó không thể xả bỏ được? Vì Liên quân không còn tầm nã nhà vua, ông cũng chẳng có tâm chạy trốn nữa. Nếu nhà vua dùng tâm trạng chạy lánh nạn mà tu đạo thì lo gì không ngộ đạo. Tuy nhiên tiếc thay nhà vua không có tâm dài lâu, gặp cảnh thuận thì tánh xưa liền nổi lại. Quý vị đồng tham học, quỷ vô thường luôn chờ trực sinh mạng của chúng ta, nó không thể hòa nghị với chúng ta được. Vì vậy phải mau quyết chí phát tâm dài lâu để chặt đứt dòng sinh tử. Tổ Cao Phong bảo, nếu muốn tham thiền có kỳ khắc thành tựu thì phải xả bỏ tất cả, chỉ bị té xuống giếng sâu ngàn thước. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, gom ngàn tư tưởng, muôn tư tưởng về một tâm cầu ra khỏi dòng sanh tử mà rút ráo quyết không khởi hai niệm. Dụng công thành khẩn như thế, hoặc 3 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 7 ngày, nếu không triệt ngộ, Cao Phong tôi hôm nay bị phạm tội đại vọng ngữ, mãi mãi bị đọa địa ngục cắt lưỡi. Tổ Cao Phong tâm niệm thiết tha, lòng tràn đầy từ bi,
sợ chúng ta không phát tâm dài lâu nên mới phát thệ nguyện quan trọng như thế. E lớn: việc khó và dễ trong khi tu đạo của người mới dụng công và người tu hành lâu năm. A nhỏ: việc khó và dễ của người mới dụng công. Hoa thị: việc khó của người sơ phát tâm tu đạo là tâm vọng không dứt. Bình đẳng của người sơ cơ là sẽ bỏ vọng tưởng và tập khí không nổi, vô minh, cống cao, ngã mạn, ghen ghét, chướng ngại, tham lam, sân hận, tình ái, giải đãi là những món ăn ngon. Thị phi nhân ngã chứa đầy cả bụng thì làm sao tương ưng với đạo? Có các vị xuất gia do xuất thân từ hàng công tử tiểu thơ đại cát nên khó lòng bỏ tập khí kiêu căng tự thị, bị oan ức đôi chút không thể nhẫn nổi thì nói gì đến việc dụng công tu đạo. Họ chẳng biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là thái tử nhưng sẽ bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Và có vài người biết đôi chút văn từ chữ nghĩa, nghiên tầm văn chương, trích luận kệ cú, giải thích luận bàn thi cú cổ kim. Tuy tự chính mình không thể nào viết lách hay liễu giải được, nhưng lại sinh tâm cống cao ngã mạn, khi bị bệnh nặng kêu khổ thấu trời, hoặc nhằm vào ngày 30 tháng chạp tay run run chân loạn, tri giải thường ngày chẳng dùng được chút nào, hối hận sao kịp. Người có chút tâm đạo nhưng chẳng biết chỗ hạ thủ công phu, lại có người rất sợ vọng tưởng, họ cố dẹp trừ mãi mà chẳng được nên phiền não cả ngày, rồi tự quán than là nghiệp chướng nặng nề khiến thối tâm tu đạo. Hoặc có người muốn cùng vọng tưởng thách đấu bỏ mạng và quyết định tử chiến với chúng mà hùng hổ cung tay nộ khí, ưỡn ngực trợn mắt như gần bị giết. Tuy nhiên không thể nào thí mạng với vọng tưởng được nên tức giận lòng lòng, học máu phát điên cuồng. Hoặc có người sợ lạc vào không, tức phải nên biết tự chính mình đã phát sanh con quỷ chấp không. Muốn không mà không chẳng được, muốn ngộ mà ngộ cũng chẳng xong. Hoặc có người mang tâm cầu giác ngộ, nhưng họ nào biết đâu, nếu đem tâm cầu đạo, nghĩ tưởng thành Phật, thì đó là đại vọng tưởng, cát không thể nấu thành cơm, dẫu cầu đến năm con lừa quyết chẳng ngộ đạo được. Hoặc có người ngồi được một hai cây hương, rồi sinh tâm vui mừng, giống như rùa mù, ngẫu nhiên mà vớt được bọng cây khô trên biển, chứ chẳng phải là công phu chân thật, nên khiến ma vui mừng che lấp tâm tánh. Hoặc có người vì trong cảnh giới tịch tỉnh cảm giác rất thanh tịnh nên không muốn tu lúc ở trong động, vì vậy chỉ thích lẫn trốn nơi tịch tỉnh mà tu, nhưng nào biết đã làm quyến thuộc của hai con ma dương chấp động tỉnh. Những bệnh tật khi tu thiền có rất nhiều loại, nói chung người sơ cơ khi chưa đến đầu đường thì thật là khó. Như có huệ giác mà không có chiếu soi thì dễ sanh tán loạn, khiến tâm không thể bình lặng được. Hoặc có chiếu soi mà không có giác, tức là khi ngồi thiền bị nước chết của vô minh xâm nhập giết hại. Hoa thị: việc dễ của người sơ cơ là có thể xả bỏ hết tất cả, chỉ còn một niệm. Tuy bảo rằng dụng công là khó, nhưng khi đến đầu đường rồi thì rất dễ. Tại sao sơ tâm dụng công dễ dàng? Vì chưa đạt được cảnh giới thiền định chi hết nên xả bỏ muôn sự rất dễ. Xả bỏ cái gì? Tức là xả bỏ hết vô minh phiền não. Làm thế nào để xả bỏ? Nhiều lúc chưa tăng làm lễ cầu giảng sanh cho người quá cố, nếu quý vị chửi mắng vài câu thì tử thi chẳng hề động đậy, nổi khí giận hờn. Hoặc đánh vài gầy, người đó chẳng dùng tay chống cự. Lúc sống thường khởi vô minh, như ngày nay không còn khởi được nữa. Bình thường thích danh mến lợi mà nay không còn muốn. Bình thường có bao loại tập khí ô nhiễm nhưng nay lại không còn. Lại nữa, người đó không còn phân biệt gì cả, việc gì cũng xả bỏ được hết. Quý vị đồng tham học, trút hơi thở cuối cùng thân liền trở thành xác chết. Sở dĩ chúng ta xả bỏ mọi việc không được là vì coi trọng xác thân này nên sanh thị phi mình người, thương ghét thủ xã. Nếu xem rõ xác thân này như thây chết, không quý mến nó, không cho nó là mình, thì việc gì lại không thể xả bỏ được. Chỉ cần xả bỏ được thân xác này thì trong 12 thời, cho dầu đi đứng nằm ngồi, trong những lúc động tình bận rộn rảnh rỗi, trong ngoài thân chỉ có một niềm nghi. Bình bình hòa hòa, nghi tình không gián đoạn và không xen lẫn tạp niệm khác lạ. Khi đó dùng câu thoại đầu như cầm kiếm thiên trường, ma đến chém ma, Phật đến chém Phật, không sợ vọng tưởng gì cả, thì ai làm trở ngại? Ai phân biệt động tĩnh? Ai chấp có chấp không? Nếu sợ vọng tưởng thì lại khiến gia tăng thêm một tầng vọng tưởng.
biết thanh tịnh tức đã không thanh tịnh, sợ lạc vào không tức lạc nơi có, muốn thành Phật thì bị nhập vào đường ma. Vì thế bảo rằng gánh nước chặt củi không chi là đạo vi diệu. Quốc đất trồng rau đều là thiền cơ, không phải xếp bàn ngồi thiền cả ngày mà tính là dụng công tu đạo. B nhỏ, việc khó và dễ của người tu hành lâu năm. Qua thị, việc khó của người tu hành lâu năm là trên đầu cây tre trăm thước không thể tiến thêm một bước. Tại sao lại khó? Người tu hành lâu năm dụng tâm đến lúc ghi tình chân thật hiện ra, phải có giác có chiếu mới vượt qua sinh tử. Không giác không chiếu tức là lạc vào không vọng, đạt đến cảnh giới đó thật rất khó. Tuy nhiên nhiều người đạt đến đó là hoảng hốt và sợ không thể giải thoát, vì đứng trên ngọn tre trăm thước mà không thể tiến thêm một bước. Có nhiều người khi đạt đến cảnh giới này thì ngay trong định phát được chút ít trí huệ, khiến am hiểu thấu đáo vài công án của người xưa, liền xả bỏ nghi tình, rồi tự cho là đã đại triệt đại ngộ, nên làm thơ viết kệ, nháy mắt dương mày, xưng là thiền tri thức, nhưng chẳng biết mình chính là quyến thuộc ma dương. Lại nữa, có người hiểu sai lầm ý nghĩa các câu kệ của Đạt Ma Tổ Sư: ngoài ngưng các duyên, trong chẳng cấp bách, tâm như tượng vách mới có thể nhập đạo, cùng lời dạy của Lục Tổ: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh là gì? Lúc ấy thật như ngồi trên cây khô đá cuội, người này nhận quá thành làm bảo sở và làm nhận đức lạ là quê mình. Bà già đốt am chỉ vì muốn chửi những kẻ tử hán chấp trước. Qua thị, việc dễ của người dụng công lâu năm là công phu thầm lặng liên tục. Sao gọi là dễ dàng dụng công? Bây giờ chớ nên tự mãn và chớ dừng lại nửa đường, mà phải liên tục thầm thầm lặng lặng tu hành. Trong liên tục thầm lặng lại tăng thêm sự liên tục thầm lặng, trong di tế lại thêm di tế. Khi thời điểm đến thì thùng gỗ tự nhiên sẽ bị lũng, nếu không phải nhờ đến thiền tri thức nhổ đinh tháo chốt. Đại sư Hám Sơn viết kệ: trên đỉnh núi cao vút, bốn bề rộng vô biên, tĩnh tọa không người biết, ánh trăng chiếu suối ngàn. Trong suối chẳng có trăng, trăng treo trên trời xanh, ngâm nga bài ca này, ca ngâm chẳng là thiền. Hai câu đầu nói về tâm giác ngộ tính đơn độc chân thường của vạn vật mà không nắm chấp vào chúng, tâm đó chiếu sáng ngời khắp đại địa. Bốn câu kế bàn về chân như diệu thể mà phàm phu không thể hiểu được. Ba đời chư Phật cũng không thể tìm cầu nơi chốn của cái ngã, nên bảo là không người biết. Câu trăng đơn chiếu suối ngàn, ngài Hám Sơn tự dùng thí dụ làm phương tiện để diễn đạt cảnh giới của mình. Hai câu cuối, vì sợ người lầm ngón tay là mặt trăng nên đặc biệt cảnh tỉnh chúng ta. Một khi còn lời nói thì chẳng phải là thiện. 2. Kết luận. Những điều tôi vừa nói chỉ để gỡ bụi cây dính chùm, dẹp bỏ rắc rối. Nếu còn lời nói thì không phải nghĩa chân thật. Các bậc cổ đức tiếp người bằng cách không đánh thì cũng mắng, nghĩa là khai ngộ cho họ bằng những cử chỉ hành động rất bình dị. Người tu hành hiện nay không thể bị được với sự tu hành của người xưa. Cho nên nhận làm ngón tay là mặt trăng. Quý vị đồng tham thiền, hãy xem coi ngón tay ấy chính là ai, mặt trăng là ai, hãy tham khán. 16 La Mã. Tham thiền cảnh ngữ, lời răn nhắc người tu thiền. Tâm tức là Phật, Phật tức là giác. Chúng sanh và Phật đồng có tánh giác bình đẳng này mà không khác biệt. Tâm này tuy trụ nơi hư không tịch tỉnh mà không chấp một vật, không thọ một pháp, không thể tu chứng. Tánh giác linh minh sáng suốt, đầy đủ muôn đức, diệu dụng hằng xa, không thể giả lập tu chứng. Chúng sanh vô mê muội nên trầm luân trong sanh tử, trải qua bao kiếp dài lâu, có bao tham sân si, tình ái vọng tưởng chấp trước, nhiễm ô thâm trọng, nên mới đắc dĩ mới nói tu nói chứng. Người xưa bảo rằng chẳng in tuồng như một vật, nhưng mới đắc dĩ phải dụng công để sống với tâm đó. Hiện tại đã thiền thức đã 3 ngày, tức qua nửa tuần rồi. 3 ngày kế trong nửa tuần, thân tâm dần dần thuần thục thì dụng công cũng dễ hơn lúc trước nhiều. Quý vị chế làm nhân duyên, trong 3 ngày kế phải hành đến độ nước chảy đá lội, phát minh tâm địa thì mới không cô phụ cơ duyên khó được này. Trong hơn 20 ngày tới, mỗi ngày từ sáng đến tối, khi vừa thức dậy quý vị phải nỗ lực dụng công. Tuy nhiên có 4 loại cảnh giới rất khó vượt qua. Thứ nhất, việc chọn lựa lộ trình tu học vẫn chưa rõ, và thổi đầu tham khán đề cử lên không nổi.
chỉ mơ mơ màng màng, tuy theo đại chúng nhưng ngủ gật gù, không thể đuổi được vọng tưởng, đó là hung trầm dao động. Thứ hai, đề khởi được thoại đầu nên đạt được chút ít thọ dụng, nhưng lại chấp chặt vào miếng ngói của thành quân địch, tức chỉ lo niệm câu thoại đầu. Ai đang niệm Phật nên trở thành niệm thoại đầu, rồi dùng cách này mà đề khởi nghi tình, mong muốn khai ngộ, nào biết đâu đó là dụng tâm niệm thoại đuôi, tức vẫn là pháp sanh diệt, nên chẳng bao giờ đạt đến nơi nhất niệm vô sanh. Lúc ấy tạm thời dụng công thì còn được, nhưng nếu chấp trước rằng đó là pháp môn cứu cánh chân thật, thì đến khi nào mới được ngộ đạo? Gần đây sở dĩ trong thiền tông ít xuất hiện nhân tài, vì đa số người tu thiền làm dụng tâm nơi thoại đuôi. Thứ ba, nếu đã biết cách tham khán thoại đầu thì nên chiếu cố bằng cách nhìn vào nơi một niệm chưa sanh, hoặc biết niệm Phật chính là tâm, tức niệm này khởi từ tâm, nhìn suốt thẳng đến tâm tướng vô niệm, rồi từ từ sẽ đạt được cảnh giới tịch tỉnh, thì những vọng tưởng thô đều dừng, đạt được cảnh giới khinh an nhẹ nhàng, và cũng thấy bao cảnh giới khác xuất hiện. Khi ấy tôi chẳng biết thân xác trụ nơi nào, nhưng thân tâm cảm giác rất nhẹ nhàng thơ thới. Nếu thấy người và vật khả ái mà sinh tâm vui thích, hoặc thấy cảnh giới đáng sợ mà sinh tâm sợ hãi, hoặc thấy những cảnh giới dâm dục cùng bao loại cảnh giới không chân chánh, thì biết đó đều là cảnh giới ma. Nếu bám chấp vào chúng thì sẽ sanh bệnh. Thứ tư, nếu nghiệp chướng nhẹ, lộ trình tu đạo thấy rõ ràng, dụng công đều đặn hợp với căn cơ, đó là đi trên quỹ đạo chân chánh. Nếu vọng tưởng ngưng thì thân tâm sảng khoái sáng suốt tự tại, chẳng còn gặp cảnh giới nào cả. Đạt đến nơi đó phải phấn chấn tinh thần, dụng công tiến bước. Chỉ còn một việc phải nên chú ý là có thể đang ngồi trên đá cuội, phân vân nơi đường lộ phía trước. Ngay nơi đó vì bị chút ít hôn trầm mà dừng lại, hay đắc được vài điểm huệ giải rồi làm thơ viết kệ tự cho là đủ, thì liền khởi tâm cống cao ngã mạng. Bốn cảnh giới trên đều là thiền bệnh. Này tôi sẽ chỉ dẫn cách thức dùng thuốc để trị chúng. Thứ nhất, nếu chưa tham khán được thoại đầu, vọng tưởng hôn trầm đầy dẫy, thì quý vị phải tham khán một chữ ai trong câu thoại đầu, ai đang niệm Phật. Tham khán được càng lâu thì hôn trầm sẽ càng giảm bớt. Nếu đạt đến lúc chẳng quên chữ ai thì tham khán đến nơi một niệm vừa khởi lên. Đến khi một niệm không còn khởi, tức là đạt đến nơi vô sanh. Nếu tham khán được đến nơi một niệm chưa sanh thì mới chân chánh gọi là tham khán thoại đầu. Thứ hai, đối với người bất bình dụng tâm tham khán thoại đuôi, chấp trước vào câu ai đang niệm Phật, tức làm chấp pháp sanh diệt, thì lúc ấy phải mau chiếu thẳng vào tâm tưởng, hướng vào nơi khởi niệm mà tham khán đến chỗ một niệm chưa sanh. Thứ ba, khi quán được vô niệm, đạt kinh an tịch tỉnh, rồi gặp những cảnh giới kỳ lạ, thì phải chiếu cố nhìn lại câu thoại đầu của mình, chẳng sanh một niệm. Phật đến chém Phật mà đến chém ma, chẳng màng đến những cảnh giới đó thì tự nhiên vô sự, không lạc vào tà ma ngoại đạo. Thứ tư, khi dòng niệm dừng, tinh thần sảng khoái sáng suốt, thân tâm tự tại, phải ứng theo lời cổ nhân, vạn pháp quy về một, nhưng một quy về đâu? Tiến bước hướng đến nơi cùng cực, thẳng lên đỉnh núi cao ngất, hay hành thông suốt tầng đáy biển, tức là phải vung tay rộng thêm nữa. Như trên đã nói, đây chỉ là những phương pháp dành cho người độn căn trong đời mạt pháp. Thật ra tông môn là tối thượng bậc nhất. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đưa cành hoa lên tại pháp hội nơi núi Linh Sơn, đó là truyền ngoài giáo lý. Chư tổ sư trải qua bao đời chỉ truyền một tâm pháp, tức chỉ thẳng nhân tâm, thế tánh thành Phật, không lạc vào giai cấp, chẳng cần giả tu chứng, nên một câu nửa cú liền hiểu. Có một pháp có thể đắc và có một pháp có thể tu, xả bỏ liền được như thế, không khởi vọng duyên, tức đồng như Phật. Đối với lý này chắc quý vị đã nghe nhiều lần rồi.